hàng cái chiên mát mát đi, ví dụ như là trà sữa. Hăng mọc cái bụng mà ăn vẫn thèm ngọt nghe, thèm trà sữa, thèm mật xỉu, thèm cái chi có đá. Thì nó tình ngô đặt cho Hailey. Hailey bầu rồi, coi ở trong thì nhắn chụp qua cho chị thử. Thế à, đó gì để ra đi lại, bỏ ra trước à, không bỏ, bỏ chỗ cái đống đống hàng đi ấy. Cái mai đi lại sửa trên app rồi nhưng mà không kéo được. Hello cả nhà nha. Đây là cái số điện thoại này, mai nhắn coi cho chị cái phát lại. Rồi chị nào vào rồi tương tác lên luôn dùng Nguyên nhá, chia sẻ với Nguyên này. Cái điện thoại kia của Nguyên đang hồi. Quay. Nói cho tình là trà sữa này, sữa cho nó mát như này. Rồi ai thấy Nguyên rồi tương tác lên luôn dùng Nguyên nhá, sạch lên app đặt nhìn hai ly. Hai ly chị ta mát mát thôi, hai ly chị ta trà sữa ấy, trà sữa, trà sữa ấy, trà sữa ấy, trà sữa phía bên đường vô ban sở ấy. Em xã vô vô nào vô phút đi. Cái điện thoại nó giờ nó xác nhận thì rồi chị em mình vào rồi tương tác lên luôn dùng Nguyên coi thử có bị ẩn comment như lúc chưa không. Bộ thì bộ đẹp cả đầy ra cả hàng công ty nữa mà lên view cứ làng sàng nhiều, chị comment không đọc được nữa. Đây là chị em mình cố gắng vào rồi chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nhá, tối nay bán tặng cho chị em mình nhiều mã, cố gắng chia sẻ nha. À, chào chị Trần Dung nhé, chào chị Hoa Hồng Sinh Phan nhé. Chị nào vào cái kiểu like trên trên hội như thế này là chưa lên được rồi. Chưa like lên được rồi. Xóa hết mấy cái hàng xả này ra dùng, mấy cái bom cái đồ này bỏ hết lên dùng bán tặng. Chị nào mà có tham gia các hội nhóm chia sẻ hết lên hội nhóm dùng Nguyên nha. Không chị em mình chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai lên luôn dùng Nguyên vài lần nhé. Hello chị Quỳnh Giang, hello chị Nguyệt Trần nha. Hình như trừ rồi, trừ mới về đúng không? Không không, những cái bọc ấy thôi ấy, bọc bom thôi ấy, bọc bom thôi, bom bọc hàng xả. Em nó bỏ riêng ra ngoài luôn, nó bỏ riêng ra trước, cái bắt mấy cái nó bỏ riêng ra trước. Rồi nhìn thấy ok cho chị em mình ơi, mỗi chị em vào xem like chấm lên để kiểm tra thử có bị ẩn comment không nha. Rồi tối nay sẽ lên luôn cho chị em mình nè, váy nè, bộ nè, áo thun nè, các kiểu luôn, là sale chị em mình giá rất là rẻ.
Vậy mình cố gắng chia sẻ cái gì hàng gì còn lại bán tặng hết luôn cho dạ mình luôn. Nên là cố gắng vào xem like chia sẻ lên dùng Nguyên nhé. Riêng cái gì hàng sale thì Nguyên chỉ chúc cho chị nào chia sẻ. Hello chị Phương Thảo nha. Chia sẻ đi rồi chấm người ơi. Chia sẻ lên rồi đã chấm. Cái chấm mà không thấy chia sẻ. Từ từ nha. Thích quen mà. Thích thủy. Thích thủy nè. Thích thủy nè. Uống thử hoa sơn thích thủy nè. Có lại rồi. Chia sẻ cộng chấm cho khí thế. Đúng rồi đấy chị ơi. Đúng rồi. Thế lên nha. Lên bán tặng cho các cái gì to to của chị. Chị nói như thế nào? Mua đồ cho shipper này cho hàng không nhiệt tình. Gọi có một lần duy nhất là thôi à. Cho hàng thì Để đó kêu nhắn tin lại cho chị là để mai em xử lý cho. Cái chị đó mua hàng đường hoàng mà. Chị mua hồi nào giờ chị mua hàng đường hoàng lắm. Cái do thằng shipper đó. Để mai ấy xử lý để báo bên đó. Chắc chị nói thế là chắc như thế đó. Rồi, tặng hết nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng sang hàng sale chưa? Bán tặng hết nè. Chưa, hết cái đống còn cặp nữa kìa. Còn cặp nữa. Chị nào vào xem live trên hội rồi. Tối nay rất là nhiều bộ đẹp luôn. Nói thật sự mà. Đây nè. Hàng đẹp mà lên mà chị em mình bị ẩn comment hết. Nhiều chị comment lên không thấy. Cũng tiếc rồi lên luôn dùng nguyên con đầu tiên nha. Chị nào cứ chia sẻ chốt nha. Cái ai chia sẻ lên rồi chốt. Còn chị nào không chia sẻ thử sao con váy này ta. Con này váy này quá là đẹp. Size này dành cho dẻ mình 60 kg đổ về. Một con. Đây nè, toàn bộ là hàng khách chốt rồi. Toàn bộ là hàng khách chốt rồi. 60 nè, 55 nè. Con có đồ cho bé 25. Có đấy cô ơi, có cô nha. Nhưng mà cô hồi có đơn rồi cô bảo là soạn cho cô. Chứ còn mà giờ là bảo đi soạn là chịu luôn rồi. Size 60. Hai cái bộ hai con này là size 60. Hàng sung, hàng này là hàng Quảng Châu nha dẻ mình ơi. Cái này chắc của nó là toàn gọi là có tông tàu. Một con. Hai con size này size 60. Và một con size 55. Tí qua đầu là dẻ mình chút đẹp nha. Cái này cũng đang size dẻ mình 65k đúng không. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã tặng 49k. Chị nào nhanh tay có. Chị chốt chị nào chia sẻ thôi nhé. Riêng cái gì ấy, Nguyên sale, Nguyên chị chốt cái chị nào chia sẻ này, chị nào mà có logo người chia sẻ rồi là Nguyên mới chốt được. Vì những cái mã này là thường là Nguyên lên luôn trẻ mình lên giá lỗ. Để gọi là để lấy tương tác, để đổi lấy được chia sẻ của chị em mình luôn. Nên là chị nào cứ chia sẻ rồi đã chốt nha, cho chị hoa hồng xanh phan cái đầu tiên. Hoa hồng xanh phan cái đầu tiên. Nha, bởi sao lên là lên con màu vàng trước. Mà màu nu cho chị Anh Nguyên. Vàng hết nhá, nu cho chị Anh Nguyên rồi hồng nha chị ơi. Hồng. Bữa sau là lên tặng cái gì, tặng màu vàng trước, cái màu gọi là cái màu hợp với mình ấy. Tặng màu vàng trước rồi lên dùng hết hồng nha. À quên, hết vàng hết nu nhá. Comment mã tặng hồng size dẻ mình 60 phong sung nu, nó cho chị Anh Nguyên, nu cho Anh Nguyên. Comment mã tặng hồng, mã này thì là Nguyên đang lên trẻ mình là 65k này. Hết những cái màu kia còn mỗi màu hồng nhá. Những cái này nói là trẻ mình mua một con áo bình thường chắc này cũng không có cái giá này rồi. Nên là trẻ mình hẳn một con váy sung. Comment mã đó là mã váy sung hồng. Size dành cho trẻ mình 60kg đổ về là trẻ mình chốt ok. Con này đang sale 45k. Hồng đang sale cho trẻ mình cái này cho anh. Ủa thế lại bị ẩn nữa à? Bên bếp không phải. Đừng có điệp khúc. Bên bếp là nhiều. Đừng có điệp khúc như lúc trưa nha. Không thấy luôn. Vàng nhiều à, thấy có một người comment vàng chứ mấy. Thì sàn sàn vàng là bên bếp nên là đầu tiên này. Hồng cỏ ba lá chưa chia sẻ. Sàn sàn hồng, bếp hồng. Chưa chia sẻ chị chốt để kiểm tra lại thử có bị ẩn comment nữa không. Như lúc trưa thì mệt lại mệt. Qua bút lại mới được. Bút qua bút lại. Bút lên bút xuống qua bút lại mà cô không.
cũng bị ảnh. Comment nãy này là má tặng 29k luôn nguyên chị chốt cho chị nào chia sẻ nha. Nè, size 60kg chị em vẫn mau ok. Hello Nguyễn Hữu lên size nhé. Comment mã tặng hồng 29k, size chị em mình đến 62kg vẫn mang ok. Con là dòng rip co giãn nhiều. Chị nào lấy cái mã này comment mã tặng hồng dùng nguyên nhé. Tặng hồng giá 29.000 luôn. Chị nào lấy tặng hồng chút tặng hồng luôn dùng nguyên nhé. Cho chị Nguyệt Trần. Cho chị Nguyệt Trần. Ôi thế là bị ảnh comment nhiều đấy. Bị ảnh comment hơi bị nhiều đấy. Thanh Tâm Phương Thảo đồ không thấy tên. Bên đây phải được thành trừ vô bên này mới thấy này. Nguyên hết hồng nha. Hải Thanh chia sẻ mà có được không? Trời ơi, thứ này thứ con không có nhiều. Cái mã này đang kia xe em 69k. Con này chắc quần này là hàng xịn luôn. Chắc đã không phải có tông mà cũng phải là ô mì. Gọi là cái gì ta? Nói chung là chắc rất là đẹp luôn. Hàng xịn cho chị em mình 52kg đổ về. Comment mã tặng xịn 49.000. Tặng chị 49.000 nha. Cái này đúng một con chị nào nhanh tay có chắc gọi là sướng tay luôn. Nhá, chị nào lấy cái này lên chung mã xịn. Chị em mình cứ nghe nó là xịn là tin tưởng là hàng xịn đi. Đấy, hello chị Bông Nguyễn nhá. Comment mã tặng xịn luôn dùng nguyên chị này. Nó thực sự là cái con quần riêng này rất là nhiều chị hỏi không có hàng này. Cái này dành cho chị em mình 52kg đổ về. Chị nào cao lên được 55 nhá. 52 và cao 55. 49 kìa, 49 cho chị Hoàng Kim Đặng có chia sẻ không? Bên này không thấy được, bực mình thiệt luôn ý. Bên này không thấy này, cứ vút nè. Có không? Có chia sẻ chốt nhá. Cái tên trên đấy là không thấy luôn rồi đấy. Vút qua vút về nó mới... Vút qua vút về, vút lên vút xuống đúng không? Nó mới được đúng không? Để im không được. Rồi lên luôn dùng mãi này là mãi lưng cao sao chị em mình 52 và cao 55 dùng nguyên nhá. Con này đang xe 101 bán tặng cho chị em mình mãi này. Cảm ơn mãi tặng 95. Tặng 95 nhá, đúng một con. Chị nào lấy tặng 95, cảm ơn mãi tặng 95 luôn dùng nguyên nhá. Thấy chị thấy sang sang rồi chị ơi. Thấy chị rồi. Rồi lên luôn những này 49 hết. Con này mới được chốt chứ phải đâu. Đúng không? Con này mới lên giá 49.000 xong xe lưng cao được. Cho chị Hợp Nguyễn 95k luôn. Comment mã này là mã tặng gấu cam bộ nguyên mặt 45kg vừa không vừa chợ xíu em lên chợ em xíu bán tặng hết những cái bộ như thế này tí xíu nữa nè. À, về bộ ngố đắp chưa chị Nguyên? Ngố đắp cái bộ nào ta? Bộ nguyên ấp à hay là bộ gì? Bộ gì chốt mã này lên luôn dưỡng mã này chắc là bộ nguyên ấp ấp lên trang đúng không? Comment mã này là mã tặng gấu 35k nốt luôn. Chị nào lấy tặng gấu chút tặng gấu 35 dùng nguyên nhé. Tặng gấu 35. Con đấy là chuẩn là cô Thun Thái. Thun Thái nhé. Rồi lên luôn trẻ mình comment liên tục lên để khỏi bị ẩn comment nha chị em mình ơi. Chấm chấm lên luôn dùng nguyên để khỏi bị ẩn comment nhé. Em thấy bên này mới thấy, bên kia là không thấy rồi. Cho chị Anh Nguyên. Cho chị Anh Nguyên. Comment mã tặng quần size này dành cho hàng này là hàng tôm mì. Size này là size dành cho chị em mình 52kg quay đầu. 52kg quay đầu cho cái size L, comment mã tặng 20. Chốt mã tặng 20 nhé, chị em mình à. Chấm chấm lên thì để khỏi bị ẩn comment nhé. Comment mã tặng 20. Tặng 20 nhé. Rồi lên luôn những mã này. Mã bộ bé 69.000. Mã bộ bé 69.000. Hàng này nó xịn hơn cả hàng kit mua nha cho chị Nguyệt Trần. Xịn hơn cả hàng kit mua size này dành cho bé nhà mình 16kg đổ về. Hàng này sale nốt luôn cho chị em mình mã này. Comment mã tặng 49k. Tặng 49, 20 em hết nhé. Đi đơn rồi, Ngọc Cherry đi từ ngày hôm qua mà. Thấy không? Ngọc Cherry đi đơn từ hôm qua. Comment mã tặng bé cho chị Hoa Hồng Xanh Fan 49. Hoa Hồng Xanh Fan 49. 49. Bé em hết có con. Rồi tiếp luôn cho trẻ mình cái mã này hàng công ty. Cái này hôm bữa cái chị này là đặt tới 2-3 bộ gì đấy. Cái bộ lụa tơ đuổi lụa, đuổi tơ ấy. Dòng đuổi tơ hàng công ty nhá. Cái này lên chung mã 99. Tát mới ấp và xíu ăn lên. Chào nguyên xíu xíu. Thấy rồi chị ơi. Mới chốt khi chiều mà chị Ngọc Cherry à. Chốt khi chiều là đi đơn luôn rồi em. Đi đơn rồi. Comment mã này là mã đuổi tơ. Hàng này chuẩn hàng công ty size dành cho chị em mình 52kg qua đầu. Nè. Hàng khách xã đấy. Comment mã này là mã 99k hàng công ty nhé. Chốt 99k hàng công ty. Chị nào lấy công ty chốt con lên cái bộ hồi nãy ấp luôn bán tặng luôn. Mã đó sẽ chốt cho chị nào chia sẻ. Mã đó sẽ lên luôn cho trẻ mình chia sẻ nhé. Comment mã này là mã tặng Thái. Cái này đang lên trẻ mình là 95.000. Size này dành cho trẻ mình 52kg đổ về. Là mang đẹp. Hàng này là Nguyên đang lên sale 95. Riêng con áo này không trẻ mình sẽ mua. Không có cái giá 95k.
Ủa, ở trên hội kiểm tra thử ngay nha. Tìm đi, không coi được hội. Không coi được hội, không còn cái điện thoại hết à? Không còn điện thoại hết à? Comment mã này là mã tặng ngố luôn dùng nguyên nhá. Sợ là comment trên hội mà không nói được. Người ta chấm mà cá tao thì lùi. Em thì lùi rồi. Chốt mã này lên chung mã Thái dùng nguyên nhá. Bán tặng luôn cho trẻ em mình bộ này. 79k nó. 79k nhá, size 52 kg hôm bữa là về cái đợt này. Về không còn cái bộ nào hết. Giờ chỉ có là hàng khách xã, khách bom mới rồi vô ra những cái bộ này. Nó là 79k trẻ mình chỉ mua được một con áo thun Thái này thôi. Cái này cũng đang lên chợ ông này là nguyên size size 52 kg quay đầu. Dạng quần dài nhá chị em mình ơi. Toàn bộ là thun Thái, nhớ luôn dùng nguyên. Nó đẹp hơn thun cô thông thường. Đấy trẻ mình để chỗ đó, chốt mã Thái dùng nguyên nhá. Quân lên luôn cho trẻ mình là 79.000. 79k nhá. Cái này không có được từng này con bán tặng luôn. Chị chốt cho chị nào chia sẻ. Có chị ơi, xíu em lên. Xíu em lên còn ít bóc cho nguyên. Bóc cho nguyên cái bộ mình đang mang luôn. Xíu không lên luôn. Tương tác lên nhá chị em mình ơi, cố gắng chia sẻ luôn dùng nguyên nhá. Một, bán tặng cho trẻ mình cái này luôn. Còn từng này con. Còn kiểu gì mà còn mỗi màu trắng thường là bán chạy nhắc. Bây giờ cái này còn có đồ bé. Giờ tối nay em không có lên đồ bé chị ơi. 2, 4, 6, 8, 9 con. 9 con mã nè. Sai cho trẻ mình 55kg. 10 con. Cầm em mã này là mã tặng nhá. Sai trẻ mình 55-57kg đổ về chị nè. Cao 60 vặn mau ok cái con này. Con này chắc xịn luôn. Toàn bộ xịn sò từ cái túi tiết luôn cho trẻ mình luôn. Còn đúng 10 con. Hàng này cũng đã xây em mình giá 49.000. Comment mã này là mã tặng 30k luôn. Nó này. Chuẩn hàng xịn cho trẻ em mình nhé. Từ đường kim mũi chỉ luôn nè. Chuẩn hàng đẹp nhé trẻ em mình ơi. Còn mỗi màu trắng thôi. Bán tặng cho trẻ em mình mã này. Comment mã này là mã tặng 30. Bằng trẻ em mình đi mua hàng có tông thường thôi. Tặng 30 luôn dùng nguyên nhá. Chốt cho chị nào chia sẻ. Ở trên hội vẫn không lên được. Úc mình thiệt ý. Tặng 30 cho chị Quỳnh Giang này. Hoa hồng xanh fan này. Hoa hồng xanh fan này. Cho chị Hoàng Kim Đặng có chia sẻ không? Hoàng Kim Đặng này. Thu Thảo Nguyễn này. Hoàng Kim Đặng này. Ngọc Thảo Nguyễn này. Tảo Tảo này. Hải Thanh này. Thanh có chưa? Thanh này. Thiền Giang. Bích Trâm Huỳnh hết nha. À đây còn Bích Trâm Huỳnh. Bao Nguyễn hết. Bích Trâm Huỳnh, Bao Nguyễn hết cho trẻ em mình ơi. Đây cái mã nè. Bán tặng cho trẻ em mình mã nè. Xịn sò trẻ mình nhìn cái túi tiết là trẻ mình biết. Có cái màu còn màu đi thôi à. Hay là màu xanh nữa. Đây, chị nào hóng cái này. Còn có bộ màu xanh lên trước. Còn có mỗi một bộ màu xanh lên trước nè. Hàng xịn sò luôn cho trẻ em mình nhá. Bán tặng cho trẻ em mình cái mã này. Comment mã này là mã tặng trên like nhá. Chị ơi, toàn bộ trẻ em mình có đơn nhớ lên thông tin cho em luôn. Hàng trên like luôn. Comment mã này là mã tặng xanh rêu nhá. Size này nếu như trẻ em mình mà gọi là mang ôm được ý, là 60kg trẻ em vẫn mang ok. Vì cái này là mang dạng ngố. Mang dạng ngố nhá. Lên luôn cho trẻ em mình mã này. Đúng mỗi mã này sẽ bán trên like luôn cho trẻ mình. Comment mã này là mã tặng 83.000. Chốt mã tặng 83.000 luôn dùng nguyên màu xanh reo này. Đúng một cái thôi. Đấy, cái hàng này là gọi là hàng mang ôm ấy. Cái quần là toàn bộ là dạng mang ôm, dạng quần ngố. Nên là trẻ mình lên luôn dùng cái này. Bán tặng cho trẻ mình đúng cái màu xanh reo là đúng một bộ thôi nha. 83.000 cho Nguyễn Hữu Linh Sa. Nguyễn Hữu Linh Sa. Ok, có một bộ thôi. Ok, Nguyễn Hữu Linh Sa. Một bộ màu này thôi đúng không? Rồi lên luôn những mã này đen. Hello chị Trang Thùy nhé. Hello Trang Thùy này. Chị em mình nhanh tay nhé. Chị nào xem live trên hội không được cứ ao ra. Vô trên trang cá nhân. Chị Hải Thanh ơi chia sẻ lên luôn giùm em nhé. Rồi lên luôn những mã tặng đen. Còn có mấy bộ thôi. Tặng đen luôn giùm nguyên nhé. Tặng 83. Cứ nhận hàng những con này chị em mình nhìn. Hàng xịn sò từ cái túi tiết luôn cho chị em mình nè. Quay cận luôn cho chị em mình thấy nè. Được chưa? Cái này sẽ lên luôn trẻ mình 83.000. Tắt cái live trên hội lại phát nữa. Ừ, không ấy được. Cứ vút qua vút về cái người ta chấm 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 chấm.
Rồi lên luôn dùng cái mã này, comment mã này là mã tặng đen. 83.000 cái này Nguyên chị bán trên like nhá. Nguyên nói trước 83.000 Nguyên chị bán trên like, chị em mình nhìn cái hàng phần lưng của nó này. Bao xịn sò nhá. Comment mã này là mã tặng đen. 83.000 tặng đen, giá này em bán trên like. Chốt cho chị nào chia sẻ dùng Nguyên nhá. Toàn bộ là hàng xịn sò hết. Được chưa? Không có bán hàng hàng vớ vẩn, hàng gia công, hàng xưởng, những cái mã này. Lưu ý luôn dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy cái mã này comment mã tặng đen với giá là 83.000 cái này bán thẳng trên like luôn. Nhá, chị nào lấy cái này lên cho mã tặng đen 83 còn màu chị không ấy. Thế? Không còn chết à? Chị ơi chia sẻ công khai lên giùm em. Thế có màu còn mỗi một màu này thôi. Còn mỗi một màu này thôi, chị nào lấy cái mã này comment mã tặng đen 83, Nguyên nói là 83.000 chị em mình chỉ mua được mỗi con áo chắc đẹp này thôi. Cứ nhận hàng về kiểm tra hở đúng như là Nguyên nói hay là không nhá. Cho chị Hải Thanh bộ 83.000. Bộ 83.000, chị nào lấy cái mã này lên cho mã 83 đen nhá. 83 đen cái túi đâu rồi? 83 đen, chị nào chưa có cái này lên luôn dùng Nguyên, hàng này hàng cấp tông tàu. Size này nếu mà chị em mình mà gọi là thích mang ngố được ý, là 60kg chị em vẫn mang ok. Vì con quần này dặn mang quần ôm, to nhỏ gì mang cũng ôm hết. Chị nào lấy cái mã này comment mã tặng ngố đen luôn dùng nha. Lên chị em mình 83.000. Rồi lên luôn dùng cái mã bộ Nguyên đang mang. Còn size cho chị em mình 52, cao 55 cho cái size M. 52 và cao 55 cho cái size M nhá. Chị nào lên cái này lên luôn cho chị em mình luôn. Mã này cũng sẽ lên luôn cho chị em mình. Mã này là mã tặng 89.000. Tặng 89.000 nhá. Toàn bộ mà chị nào đã có đơn rồi thì cái like ngày hôm nay nữa là Nguyên đi đơn. Lưu ý luôn dùng Nguyên nhé, không có gom trả dài, nhưng nhiều cái like chị em mình cứ chốt cái 29.039 xong chốt gom trên các cái like, mấy cái like luôn không chịu đi đơn, như thế là Nguyên không chốt nữa nhá. Lưu ý luôn dùng Nguyên, xong cái like này chị nào đã có đơn cũ rồi xong cái like ngày hôm nay là đi đơn được rồi nha. Đừng có chốt đơn cứ để dồn tới dồn lui mệt lắm luôn nha. Lên luôn chỗ này cho chị Quỳnh Giang bộ này 89.000. 89.000 Nguyên còn mỗi size M. Chị em mình nhìn kỹ luôn dùng Nguyên. Chị ơi 60kg cái mã này không vừa. Riêng cái mã này size M không vừa nhá. Toàn bộ là hàng theo xịn sò hết nè. Chị em mình nhìn chắc nè, kéo chị em mình xem chắc. Nhận hàng cho chị em mình kiểm tra hàng trước khi nhận luôn dùng Nguyên. Thôi có đẹp như là Nguyên nói không nha. Chốt mã này luôn, chốt mã này là mã tặng caro nhá. Size M thôi. Nguyên lên cho chị em mình mã này là 89k nhá. Chị nào lấy cái mã này lên chốt mã caro. Caro có đen và trắng hai tông màu nha, toàn bộ là hàng theo hết. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng Nguyên nhá. Tặng 89k. Sao đây dễ mà là 89k cho chị Nguyễn Thiện. Đáy quần là xem cái gì nữa đâu. Đáy quần là xem cái gì. Em cảm ơn chị Hải Thanh nhá. Lên luôn những mã này mã tặng đen. Kiểu này xem cái gì nữa. Quần này lưng này lưng siêu cao rồi. Cảm ơn mã này là mã tặng đen chị Nguyễn Thiện. Cái đơn của chị Nguyễn Thiện chưa đi đâu. À, chị chốt cái gì rồi ngày mai đi đơn luôn nhé. Tại vì lúc chị về chị rep ấy là đi đơn mất tiêu rồi. Chốt đơn hết xong rồi. Chị nào lấy cái này à, chị Thuận Mai ơi, cho chị Thuận Mai cái chắc là bộ trắng đúng không? Lên màu luôn cho em đi. Chị Thuận Mai ok nè. Chị ơi cao là mang vô tư hết, cái này size M mà. Cao là vô tư hết. Đen cho chị Nguyễn Thiện, chọn màu trước luôn giùm em đi. Thấy lên màu trắng xong lên màu đen lại chỗ đổi qua. Trời ơi 52 chị nào cao lên được 55 nhá. Bộ này bao chắc bao form luôn cho chị em mình luôn. Và bao cho chị em mình cả về giá. Nhá, chị nào lấy cái này lên chân mã này là mã gấu Owen caro đen nhá. Còn nguyên còn mỗi size M thôi. Còn mỗi size M vì cái này xỉ tách rồi, xỉ bóc rồi. Toàn bộ chị em mình theo hết nhá, không in không dán nha. Chị nào lấy cái này trước cho chị ơi lên màu luôn giùm em đi. Chị Công Cường đặng lên thôi, lên màu luôn giùm em đi. Đen cho chị Bích Trâm Huỳnh luôn. Đen Bích Trâm Huỳnh luôn giùm Nguyên. 89.000 nha. À, thêm đen cho chị Quỳnh Gia. Thêm đen chị Quỳnh Gia. Thêm đen cho Quỳnh Gia. Chị gì ta? 60kg không vừa để đổi qua những cái mã khác chị ơi. Chị trắng cho chị Công Cường đặng. Công Cường đặng. 89k nhá. Chị nào chưa có tiền lên. Nguyên nói rồi, nhận hàng cho chị em mình kiểm tra hàng trước khi nhận hết. Nên là chị em mình cứ yên tâm rồi nha. Nếu như mà chị em mình chưa bao giờ mua hàng nhà Nguyên ý, cho chị em mình toàn bộ cho kiểm tra hàng hết. 58kg cái mã này không vừa chị ơi. Cái này 58kg không vừa 58. Chờ em chuyển qua những cái mã khác. Có cái set này đẹp lắm nè. Nhưng mà còn có máy set luôn. Cái set mà quần bo ấy. Cái quần bo nhá. Còn có máy set để con lên luôn cho chị em mình luôn. Bán tặng hẳn luôn cho chị em trên like. Rồi ok, em còn được 3 cái set trắng size 52 và chị nào cao lên được đến 55kg luôn dùng Nguyên nhé. Đấy, Nguyên thì mang thoải mái luôn. Nguyên mang thoải mái luôn. Đấy, chị nào lấy cái mã đó comment luôn dùng. Mã này là mã caro trắng, giá là 89k. Chưa có caro trắng, comment caro trắng. Cái này hình mẫu lên cực kỳ đẹp. Nó giống 48kg vừa chị ơi. Nó giống y cái bộ chắc của nó là chắc
cô tông tàu chéo mà thường trong cái mùa vừa rồi chị em mình mua, thường là cô tông tàu chéo là chị em mình sẽ mua được với giá là 135.000 rồi là giá sale. Này chị em mình nhìn cái phần quần này không bao giờ nó điêu, toàn bộ là có tông tàu chéo hết nhá. Comment mã này là mã set size chị em mình đến 60kg vẫn mang ok luôn dùng nguyên. Cái này bao cute nhá, 60kg vẫn mang ok. Comment mã set quần này là toàn bộ là quần bo như thế này. Cái này thứ có cái chứ không có nhiều nhá. Quần là có tông tàu chéo thì chị em mình biết chắc của nó như thế nào rồi. Bao xịt. Lên luôn cho chị em mình cái này đến 60kg vẫn mang ok. Lên chị em mình 89.000. 89.000 chị em mình chỉ mua được một con quần hàng có tông tàu chéo như thế nào. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng. Ráng có CL nữa à. Ôi con còn cả CL à. Chị nào lấy cái này lên chung, mã này là mã set bo dùng nguyên nhá. Túi sau 89.000. Cái này nhận con hàng con quần này về sờ chắc sướng lắm. Dài dặn. Đấy, chị nào lấy cái này lên chung, mã này là mã Doraemon 89. Size này dành cho chị em mình 60kg quay đầu chị em chút ok nhá. 60 quay đầu nha cho cái set này. Chị nào lấy set chút set luôn dùng nguyên cái này có được một set. Đây chị nào đang hỏi size to thì chút những cái set này nhá. Size 60kg. Bộ em đang mang còn size L này chị em. 57 và chị nào cao 60. 57 chị nào cao 60 đang còn sót cả size L nữa. Chị nào lấy cái này lên chân mã gấu trắng size L dùng nguyên nhá. Gấu trắng size L vút vút rồi có bị ẩn không? Chị em mình xem like chấm chấm thấy chị em mình thấy mà đứng ở chị em mình chấm chấm lên luôn dùng nguyên nhá. Để kiểm tra, để biết kiểm tra. Có bị ẩn comment hay không nha. Rồi lên luôn những cái mã này. Đây nè, bộ đang mang có cả size L. Size này dành cho chị em mình 57 cao 60 vẫn mang ok luôn dùng nguyên nhá. Đây chị em mình những cái form áo này. Chốt mã này lên những mã bộ toàn bộ là theo nhá. Hàng túi jeep xịn sò không phải là hàng xưởng không phải là hàng gia công. Chờ em mang size M thôi. Cho chị Hiệp Nguyễn CL. Trắng cho chị Lê Ngọc Ánh. Trắng Lê Ngọc Ánh. Lê Ngọc Ánh có trắng CL cho chị Nguyễn Thơ. Nguyễn Thơ. Nguyễn Thơ. Rồi ok còn hai CL. Chị nào lấy trắng CL em đang mang là mang CM chị ơi. Đang mang CM em lên 89k nhá. 89k chị em mình tranh thủ mua đi. Tôi nói thật sự luôn. Cho chị Hà Lê này. Hà Lê. Hà Lê. Chị ơi mét 5 48kg á, chị Nguyễn Thanh chị lấy cái CM lúc nãy thôi. Lấy cái CM lúc nãy là mang ok rồi đấy chị, không cần phải lấy CL đâu. Cái này không có size XL chị ơi. Không có XL nha, XL sẽ qua luôn cho chị em mình những cái mã bộ đùi. Mã bộ đùi thì chị em mình đến 60, 62kg mang ok hết luôn. Nhá, chị nào lấy cái mã này comment mã gấu CL còn một cái. CM còn đấy chị ơi, cho chị Hồng Nguyễn Caro CL hết này. Bộ Doraemon á, Doraemon đấy còn đấy chị chốt đi. Cái Doraemon đấy là nguyên chưa ấp hành lên trang cá nhân luôn. Cho chị CM cho chị Mỹ Hạnh đi. Còn CM đấy chị lấy CM chút CM luôn giùm em nhé. Rồi nè lên luôn dưỡng nè. Doraemon còn cả màu này nữa nè. Còn cả màu này màu xanh này nè. Cái này hình mẫu nó mang lên rất là đẹp luôn. Đây nè. Chị nào lấy cái này lên chung. Doraemon hồi sáng hồi trưa. Doraemon hồi trưa à? À thì làm chị còn. Doraemon này. Còn mẫu nào nữa không em? Em lên luôn giờ đây. 52kg chị ơi mang CM thôi. Đừng cái mang lên rộng quá là nó không có đẹp. Nha chị em cứ tin tưởng đi mang CM thôi. Nguyên mang còn rộng rãi. Nguyên 50kg thì dặn Nguyên cũng dài là dặn luôn. Rồi lên luôn những cái này. Comment luôn những mã này là mã set bo nhá. Bo Doraemon xanh. Này lên cho em mình. Sau này chị em mình đến 60kg vẫn mang ok. Và chị em mình nhìn nè. Lên luôn cho chị em mình giá là 89.000. Chị nào lấy Doraemon chốt. Cái gì đó chị đò công. Chị hỏi cái mã nào cái đã. Chị hỏi cái mã nào em mới biết em chốt. Rồi cho lên cái cả cái con váy này luôn và lên cho nguyên cái mắt. À đây đây đây. Cái đắt này đẹp. Trời ơi. Tương tác lên nha chị em mình ơi. Toàn bộ lên luôn cho chị em mình giá là 89k hết. Nè. Con này thì thôi luôn hỉ. Chị nào không lấy thì thôi tiếc nha. Nè. Nhìn nè, size này 60kg vivu nè, chắc kéo chợ chị em mình xem. Đã luôn con này, cái này còn được có 3 bộ thôi. Comment mã này là mã tặng theo xanh nhá, 89.000. Theo xanh size 60kg chị em vẫn mang ok. 3 bộ thôi. 3 bộ theo xanh nhá. Chị nào lấy theo xanh comment theo xanh luôn dùng nguyên này. Theo xanh đúng 3 bộ với giá là 89k một bộ. Hàng này toàn bộ là hàng tàu, hàng này là toàn bộ là hàng bán sốt. Hàng này người ta sẽ bán cho chị em mình tầm giá 180. Nha chị ơi, cái này là 60kg vẫn mang ok cái mã theo xanh này nè. Được chưa? Có đúng 3 bộ theo xanh nên là chị nào lấy theo xanh chút theo xanh. Giá 89k theo xanh nhá. 3 bộ theo xanh cho chị Nguyễn Thị Bé Hồng cái, cho chị Hoa Hồng xanh phan cái. Hoa hồng xanh pha Nguyễn Thị Bé Hồng. Rồi còn một theo xanh, chị nào lấy theo xanh chút theo xanh luôn dùng nguyên nhé. Hiếm khi nào mà có một cái đợt hàng mà sale mà nó đẹp như thế này nên là chị em mình tranh thủ. Đấy nha, còn nguyên là thường là đi sang những cái mã hàng ví dụ như công ty rồi nó sale ấy
hay là bao giờ chị em mua được giá vừa rẻ mà vừa chắc đẹp, như gọi là ở ngoài có thể là lên giá gấp đôi cũng có. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng, mã này là mã theo xanh, còn một bộ theo xanh, chị nào lấy theo xanh chút theo xanh luôn dùng nguyên nhé. Cái gì váy ạ? Váy á, váy SM bán luôn theo xanh cho chị Phạm Huyền Vy, hết theo xanh nha chị ơi, hết theo xanh nhé. Trời ơi, hai con, một S một M. S chị em mình 52 và M chị em mình 55kg nha. Ô chà, dạng hơi hơi đuôi cá, này đúng hai con thôi. Phong to lắm, cái này nếu mà sẽ S chị em mình 50kg mà mang được. Phong này phong thùng thùng, được hai con cái này. Đây bán tặng luôn cho chị em mình mã này, comment mã này là mã tặng 75k đi. 75k theo xanh em hết nha chị ơi. Theo xanh hết, còn theo màu chi nữa không hết. Mã nó còn theo màu chi nữa không? Nè, cái này anh có đúng hai con thôi. Chị nào lấy cái mã này comment mã bông đen dùng nguyên nhá. Size M nè. Nguyên nói thật sự cái này chị em mình 57kg mang Vivo luôn. Size M nhưng mà form này form hơi hơi rộng rộng ấy. Theo xanh còn một bộ à. Cho chị Phi Minh Trần. Phi Minh Trần. Comment mã này là mã bông 75k. Hàng này nếu như là shop sẽ bán cho chị em mình 180, 150, 180. Đúng hai cái thôi. Bán tặng nó luôn cho chị em mình giá 75, con váy đứng là chị em mình cũng thấy form được. Đấy, chị nào lấy cái này lên cho mã bông nha, không có đặt được không mà. Ủa còn bên kia không thấy. Thế bị ẩn comment bên kia á chị ơi. Thế bên kia nó bị ẩn comment, bên này cũng bị ẩn comment, Nguyên phải dùng một cái máy khác. Trong cái điện thoại kia luôn đi Huyền. Đang mời cho chị Phương Thảo, trong cái điện thoại kia luôn đi. Nguyên ấy trên hội người ta comment không thấy rồi. Đang mờ. Chắc chị Ngô Bảo Châu ơi, chắc là mờ hết. Oh, sorry. Bông đen này cho chị Phạm Hiền Vy trước kìa. Bông đen mờ cho chị Phạm Hiền Vy trước. Còn bông đen CS thôi. Chắc là bị ẩn comment, để Nguyên kiểm tra lại thử ngay. Hồi trưa tới giờ luôn ấy. Like mà làm biếng like luôn ấy nè. Chán chưa? Bị ẩn comment đấy. Nguyên coi bên này luôn nhá, chờ một tí xíu. Bảy, quên. Đúng rồi, 75k luôn. Còn CS chị ơi. Chị nào lấy S chút S luôn dùng Nguyên nhá. Comment mà S luôn dùng Nguyên này. Chờ Nguyên xíu xíu, Nguyên kiểm tra bên này thử nhá chị em mình ơi. Chờ Nguyên xíu xíu nhá. Còn S thôi. Chị Nguyễn Lĩnh em thấy rồi, chị Nguyễn Lĩnh ơi. Thấy Nguyễn Lĩnh rồi, ở trên hội là đang bị ẩn comment, để Nguyên dùng cái máy này, Nguyên vô xíu này. Chà ơi, đen như thế này thì làm chị thấy được cái gì. Đen thui lùi như thế này thấy được cái gì. Không thấy được cái gì hết, cho lên mã khác. Cho lên mã khác. Cái Tình Ngô có đặt được trà sữa không ta? Chà, trà sữa uống cho nó mát cái miệng. Rồi lên luôn những này. Chị em mình nè, ở trên hội ấy, mà chị em mình xem không được ấy, thì là chị em mình out ra, vô bên trang cá nhân mình có like. Chị Phương Thảo hả? Chị ơi, nếu mà chốt xong rồi là đi đơn rồi nghe, không có gom được đâu nha. Đi đơn hết rồi. Gom qua, theo xanh đấy, chị Ngô Bảo Trao đấy. Bộ đang mặc 52 cho chị Nguyễn Phương Lê xây mở ấy. Còn không? Cho chị Nguyễn Phương Lê. Chị Ngô Bảo Trao ở trên hội nó mới bị ẩn comment. Bị ẩn comment đấy chị ơi. Nếu chị em mình coi like trên hội chị em mình ho không được, ao ra vô trang cá nhân. Tuy là nó cũng bị ẩn comment mà nó đỡ hơn là chị em mình coi trên hội nha. Rồi lên chân này, comment mã này là mã theo hồng dùng Nguyên nhá. Sao chị em mình 57kg quay đầu là chút đẹp. Theo hồng 57kg quay đầu chị em mình nhìn chắc. Cái này Nguyên sẽ quay cận luôn cho chị em mình xem chắc luôn. Còn bộ này hàng xịn sò bán tốt hết nha. Chị Liên Thăng ơi. Chị Liên Thăng như chưa đi à? Chưa đi chị nghe. Chị chốt thêm cái gì rồi ngày mai em đi đơn luôn. Comment mã này là mã theo hồng, con quần này sẽ là quần dặn quần đùi luôn. Nè, chị em mình nhìn nè. 57 chị nào cao 60 vẫn mang ok, không lẽ lại tắt lại cái like. Bọn đang mang 89k, không lẽ lại tắt lại cái like trên hộ nữa. Nó like lần 3 ấy. Comment mã này là mã tặng tặng hồng nhá. Lên luôn cho chị em mình mã này với giá là 89.000 luôn. Size 57 chị nào cao lên được đến 60kg vẫn mang ok. Riêng cái này trời này mang bao phê nhá, cho chị Hương lợi một cái. Tặng hồng có 3 cái tặng hồng thôi. Hồng nè, cho chị Hương lợi cái nè. Ai lấy 4 cái hồng, chị nào lấy hồng comment hồng nhá. Hello Trần Dung nè. Chị nào xem live chiến hội nó rồi mà bị ẩn comment chị em mình ao ra. Vô trên trang cá nhân dùng Nguyên nhá, Nguyên có phát cái Nguyên có chia sẻ cái live trên bếp về trang cá nhân ấy. Hồng cho chị Khang Hà. Hồng Khang Hà còn 2 hồng. Nguyên nói cái đợt bộ này nè. Chia xong thì Nguyên còn tới được tổng khoảng 200 cái, không có nhiều. Đi rồi nhá Khang Hà ơi, đơn Khang Hà đi lúc chiều rồi. Để lúc chiều mình có thể gom qua cái đơn mai nhé. Mà trang cá nhân coi được. Không, cái này ở trên bếp coi không được, lại trên bếp cái gì Trần Dung ơi. Nha, bộ Nguyên mang còn. Bộ Nguyên mang còn đấy chị Việt lấy không? Còn không? Còn đấy chị Việt lấy không thì chùa.
nha. Rồi lên chuông mã này là mã theo hồng luôn Dùng Nguyên, chắc đã lắm. Nguyên nói thật sự luôn, hello chị Mai Thủy nhá. Này, toàn bộ là theo hết, toàn bộ hàng này hàng bán sốc. Chị em mình nhìn cái túi tiếp là chị em mình biết hàng đẹp hay là không. Cái này cũng sẽ lên nó luôn cho chị em mình với giá 89.000, còn được 2 bộ. Bộ đang còn được mấy bộ ấy, chị lấy chốt. Quần này là dần quần lỡ như thế này. Còn em mã này là mã tặng theo hồng, còn được 2 bộ theo hồng. 10 bộ đâu còn người. Còn có 10 bộ không? 10 bộ. Vừa đen vừa tặng được không? Vừa đen vừa trắng nha, hai màu nhá. Ok Khang Hà. Bộ lanh á. Hả? 5 bộ trắng. Chốt 5 trắng đi, còn đen thì có bỏ cho chị nhá. Rồi lên luôn những mã này, bao đẹp luôn nè. Chắc đã lắm, riêng cái này bán tự tin luôn. Chị nào lấy hồng comment hồng, còn được 2 hồng. Chị nào chưa có hồng comment mã tặng hồng Dùng Nguyên nhá. Tặng hồng. Rồi lên xuống mã này mã tặng set. Tặng set. Cái này 2 set à? 2 set. Cái này chị nào mà hay đi chơi, hay cà phê, cà pháo, hay selfie lấy cái này. Cho chị em mình 52 kg đổ về. Cái này hơi bị nhào xíu, con này chắc của nó là đuổi nhá. Bộ Nguyên đang ăn. Hế? 3 set. 3 set à? Hồng cho chị Phi Minh Trần luôn. Bộ Nguyên đang mang ấy, còn size 52 cao 55 Dùng Nguyên nhá. Comment mã tặng set này xinh nè. Bán tặng luôn chị em mình set này 75k. Chị em mình nhìn cái hàng ấy, chị em mình nhìn cái phần bo quần này chị em mình biết này. Hàng đẹp hay là không nhá. Đây này chị em mình nhìn nè. Cái này hơi bị nhào xíu, chốt mã này lên cho mã set size S thôi. Còn size S lên chị em mình 75k. Xem lại bộ bông đen, xem lại bông đen 47kg á. Cái váy ha chị hả, hay là cái gì? Váy đúng không? Chị nào lấy cái mã này comment mã set. Cái này lên set lên chị em mình mang lên bao đẹp luôn nha. Được 3 set này với giá 75k một set. 3 set thôi, toàn bộ là size S. Chị nào lấy set chút set luôn Dùng Nguyên. Đây nè, bông đen đây chị ơi. Set cho quần da đẹp lắm, chị em mình cứ tin tưởng. Cũng đâu có dám nói ấy đâu. Váy có chị ơi. Toàn bộ là khách quen mà. Đâu có phải dám là hàng xấu mà cứ ca là hàng đẹp. Nhưng mà những cái này là tự tin luôn cho chị em mình. Là cái đợt hàng bộ này nó rất là đẹp. Toàn bộ là hàng Quảng Châu, hàng cao cấp hết. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dựng đây nè. Đây là chị ơi, mã hồi nãy lên 75k đúng không? 75k đây chị nè. Cái này CS, chị ok thì chốt với giá 75k nhá. CS, lên luôn dựng mã này bông đen CS. Bông đen CS coi như là ở trên. Váy trắng này. Mã này cũng coi trên bếp rồi, không coi trên hội được. Chị nào xem like trên hộ chấm lên thử có ok không chị em mình ơi. Chấm lên thử có ok không? Cái này có 2 set hả Huyền? Còn không? Một. Này nè. Còn 2 set à? Cái này đẹp nè. Comment mã này là mã đáp. Trời ơi. Chốt mã đáp luôn Dùng Nguyên nhá. Set trắng rồi. Comment mã đáp luôn Dùng Nguyên, size này 60kg chị em mình mang ok hết. Này, toàn bộ cái này là theo nha chị em mình ơi. Nhá, toàn bộ theo kéo cho chị em mình xem cái độ co giãn. Vì sao nói 60kg vẫn mang ok. Bao nhiêu ký cũng mang vừa hết, tiền cái này nó giảm nhiều. Chị em mình nhìn chắc này. Chị nào lấy cái mã này lên cho mã đáp theo một bộ này. Bông CS cho chị Lê Hòa. Bông S cho Lê Hòa. Hello chị Phương Trinh Lê nhá. Comment mã này. Lên luôn những mã này là mã theo size 60 vẫn mang ok. Cái này cũng có một theo theo trắng thôi. Này còn một cái thôi. Chị nào lấy theo chút theo luôn dùng với giá 89.000. Muốn nói chị em mình cứ mua những cái con này, chị em đi vào shop mua cái con này chắc thun đóng đúng như thế này thì người ta cũng sẽ bán cho chị em mình được giá 80-90 nghìn, thậm chí các shop mà nó gọi là nó ấy hơn thì bán cho chị em 100-120 con áo này. Đấy, còn cái này cũng lấy chị em mình nguyên set bao đẹp luôn. Đấy, chị nào lấy cái này luôn trong mã theo trắng với giá là 89.000 cho Khang Hà. Rồi lên trong mã này là mã đát đen. Đát đen nhá. Đát đen. Quần dài. Đát đen này là đát đen quần dài size 52. Đát đen này là quần dài size 52 nhá. Dạng chị em mình mang giống như là set ra theo ok rồi nhá, theo hết rồi chị Minh Phương Lê ơi, hết theo. Còn đồ lửng mà có tay không chị? Dạ có chị ơi, chờ em xíu, bộ đang mang size M, còn không cho chị Nguyễn Thanh bộ. Rồi lên chân mã này, size trẻ mình 55kg quay đầu thôi. Chị Việt có tốt không? 55kg quay đầu. Trừ cho chị Việt chứ. Trừ cho chị Việt có cả màu đen nữa đi. Màu này hai màu bán cho nó dễ. Hai màu bán cho nó dễ, bán một màu không lấy. Người này hỏi màu kia màu này còn không lại. Cho chị 5 đen nữa đi. Cứ chốt 5 đen đi cho nó dễ bán. Rồi lên luôn những mã này là mã quần dài 89.000. 89.000 ở bộ Nguyên đang mang còn. Đát trắng theo hết rồi chị Duyên ơi. Chị Duyên ơi, những cái bộ đồ này rất là đẹp nè. Thường mang những cái mã bộ đùi thì là tranh thủ phát những cái bộ này. Nha, chị nào lấy cái mã này lên xuống mã đát dài. Đát dài với giá là 89.000 nhá, 89.000. Ở trên hội là coi như là like cho vui rồi đấy. Sao không lên được. Rồi cho ăn lên mã nữa đi.
Bộ vàng này còn được đúng một bộ 89k này. Comment mã bộ vàng này. Theo vàng dùng nguyên nhá. Size này cũng chị em mình 57, chị em mình 60kg vẫn mau ok. Từ 57, 60kg mau ok hết toàn bộ là theo. Chị nào lấy cái mã này comment mã theo vàng luôn dùng nguyên nhá. Theo vàng giá là 89k một set. Được chưa? Theo hết chứ chị em mình không in không dán gì hết. Chị nào lấy theo vàng comment theo vàng. Và túi tiết của nó toàn bộ là túi tiết xịn sò. Túi tiết xịn sò hết. Nên là chị em mình cứ yên tâm. Phát những cái bộ này giá hàng chục. Có đặt được không? Im ra rồi với ta. Còn lanh 2 giây à? Còn chị ơi. Mai lanh 2 giây còn mấy bộ size nhỏ. À, còn được mấy bộ cái đó một size đúng không? Còn được mấy bộ. Lanh 2 giây là 119.000 hai bộ. Thì lấy cái gì thì chốt. Rồi lên lông chung mã này là mã theo vàng và theo nâu. Giá của em nó là 89.000, size này đến 60 cái chị em vẫn ok nhé. Còn hai cái mã theo. Hai cái mã theo chị nào lấy theo chốt theo luôn dùng nguyên này. Hai mã theo nha. Rồi tiếp luôn cho chị em cái bộ kiến công cái màu vàng. Màu đỏ kia cái mã đó. Lanh bộ lửng không? Dạ không chị ơi, không có. Bộ lanh hiện tại em không có chị ơi. Hiện tại không có lanh. Cái này xinh nè. Cái này dành cho chị em mình 50 kg đổ về là chị em chút đẹp. 50kg đổ về nhá. 50kg đổ về cái này sẽ lên bán tặng luôn cho chị em mình con. Con này là size S. Size S thôi, con này xinh lắm nè. Để thử luôn cho chị em con này. Thử cho chị em mình cả con này đi. Bán tặng luôn cho chị em mình nhá. Cả bộ này. Cái này sao dẻo là 50kg quay đầu còn được cả mấy con này. Mấy con cái mã này. Soạn đi chứ hết à, hôm trước chốt hai bộ lanh 119 mà không. Mà hôm nay nhận hàng không có. Chị ơi sao mà chốt đơn thiếu chị không báo. Sao thiếu chị lại không báo. Rồi lên luôn những mã này là mã tặng ép luôn dùng nguyên. Cái này tặng người dùng nguyên là trẻ mình chốt đẹp nhé. Cái này được mấy con thôi. Bán tặng nha. Size S thôi. Lên bộ công ty. Chị ơi chưa mai nhá. Bộ công ty thì chưa mai nhá. Chưa mai em lên. Mai là bộ công ty về rồi đấy. Comment mã này. Chốt mã này là mã tặng S luôn dùng nguyên bao sinh luôn. Cái này lên cho em mình mã giá này 75k luôn. Cho chị Hường lợi cả. Cái này như có 3-4 cái gì đấy. Còn 3-4 cái đấy. Toàn bộ là size S đấy nhá. Bao đẹp luôn. Chị em mình nhìn form này. Cái này là nguyên đăng của Nguyên là nguyên 50kg. Nguyên 50kg và eo của Nguyên là eo 70 nhá. Cái này chủ yếu là chị em mình phần ngực là gái thôi nè. Chia sẻ 20 hội nhóm mà không biết có được kia không. Có không? 20 hội nhóm mà sao view ít thế. Chị nào lấy cái này lên nhanh luôn dưỡng mã tặng S. Váy nào xây lớn không nhá. Cho thám ao một cái. Trời ơi mua con này giá 75.000. Tranh thủ mà phát đi. Ở đâu bán vậy mình con vai giấy con mã váy đẹp như thế nào mà giá 75.000. Chị em mình nhìn form. Hay chị em mình đi chơi đi tiệc đồ gì cũng được hết nhá. Chị nào lấy cái mã này comment mã tặng S 75k. Chị nào chưa có thì chốt nhá. Tranh thủ lên luôn dùng nguyên tặng S 75k. Cái mã đó sai gì đấy, mã nó sai gì đấy, xét luôn rồi. Còn bộ S nhiều, con váy xinh như thế này 75k chị em mình không tranh thủ phát đi. Không lẽ không có chị nào nhỏ à, không có chị nào cỡ tặng người như Nguyên á, vô lý rồi. Cầm em mã S 75 luôn dùng Nguyên nhá, hàng bao chắc luôn cho chị em mình luôn. Còn đồ bộ lanh đó không bỏ vô chị hai bộ xin lời. Nó không có size chị ơi, size 55kg quay đầu thôi chị Thúy Trinh Đặng ơi. Không có size đâu. Toàn bộ cái lanh 2 dây là không có size. Đấy chị nào lấy cái mã váy Nguyên đang mang thì Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình với giá là 75k. Nhá, chị nào chưa có thì lên. Rồi lên luôn như này, cái này chị em mình lấy 60kg vẫn mang ok. 60kg vẫn mang ok, cầm em mã này là mã GC luôn dùng Nguyên nhá. Con này là 60kg nè. 60kg mang ok nè.
Chốt luôn dùng mã này là mã tặng GC với giá 89.000. Size 60 nhá. Size 60 để hỏi tình Ngô thế này. Nguyên 50 ký chứ có ít đâu. Thế. Comment mã này là mã GC luôn dùng nguyên nè. Cái này còn bao nhiêu bộ nữa thôi? Tầm khoảng 10 bộ cho cái mã này. Nó không có CM. Thế. Spoiler lên rồi hả? Từ từ Huyền, tiền ở trên bàn này. Lấy khẩu trang mang luôn. Comment mã này lên, chung mã này là mã GC trắng luôn dùng nguyên nhá. Ủa thế, thế hồi nãy giờ không lên đứng chờ à? 89.000, chị nào lấy GC, chút GC và size 60 cái bạn mau ok. Cái này Nguyên có cả luôn cho chị em mình màu đen và màu trắng, hai tông màu cái mã này 60 mà mang được nhá. Chốt mã GC trắng hoặc là GC đen lên luôn dùng nguyên nhá. Bộ lanh thì là lanh nó không có hàng công ty. Bộ quần dài đi Nguyên, không có quần dài chị ơi. Cái này em không còn quần dài đâu. Quần dài chỉ có cái một cái mã bo lúc nãy thôi. Nha chị nào lấy GC. Trời đang nắng, đang nóng mà chị em mình lại hỏi bộ quần dài. Kỳ thế. Thấy cái mã đây nè, cho Nguyên mấy cái mã. À đưa đi. Mã quần dài có cái quần caro lên bán tặng. Chấm chấm lên luôn dùng những tí xíu nữa chị em mình ơi. Trời ơi, tới hồi nãy giờ á. Máy tiền ra. Con sẽ lấy cái mã quần dài này chờ một xíu xíu nhé. Không có size đâu chị ơi. Cái này cũng còn mỗi size S thôi. Size chị em mình 50 ký quay đầu là chút đẹp. Nguyên dạng bữa này cũng giờ là dạng bụng to rồi đấy. Dạng bụng to rồi đấy. Cho cái set mà cái quần caro đỏ là cho bông ta. Bông đặt bông ta. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã đây này, cho nguyên cái mã đó đi. Cho nguyên cái mã quần caro bán tặng hết luôn đi. Còn được tầm khoảng 5-6 set gì đấy chứ không có nhiều đâu. Đây chị em mình thích quần dài chốt cái mã này. Cho chị em mình 55 kg quay đầu thôi. 55 kg quay đầu thôi nha, để luôn dùng nguyên này. Mã này thì bao chắc. Bao chắc bao form. Còn em mã này là mã tặng set đây, chị nào đang chờ quần dài. Chị nào đang chờ quần dài. Eo hả, cái này chủ yếu là cái phần ngực thôi chị này. Cái dưới này là nó đã là dạng xuống dưới này nó đã xòe rồi, hơi xòe rồi. Eo 74 hơi bị kích. Mã này eo 74 hơi bị kích. Eo 72 cũng về đổ về là mang được. Còn em mã này là mã tặng set luôn dùng nguyên. Cái này còn được vài set. Tay 55 ký quay đầu. Chốt mã tặng set luôn lên luôn cho chị em mình, mã này mã tặng 69k. 69k nhá. Nè. Bán gọn luôn cho chị em mình, đi nhập không ra được cái giá này đâu. Chị nào lấy cái mã này comment mã set caro với giá 69.000. Cái quần này không chị em mình mua hơn giá 69.000 rồi. Đảm bảo là cái quần này không là chị em mình mua hơn giá 69.000 rồi. Nguyên lên cho chị em mình nguyên set coi như là sale chị em mình cái quần và bán tặng kèm luôn cho chị em mình con áo nữa. Size này 55 ký quay đầu. Chị nào lấy cái mã này comment mã này mã tặng caro đen dùng nguyên nhá. Tặng caro đen cho haru một set này. Tương tác lên luôn dùng nguyên nhé. Haru một set này. Có hai set màu đen thôi, chị nào lấy đen chút đen cho chị Hải Thanh này. Hải Thanh một set này. Hải Thanh một set này. Cái này cũng đen này. Hải Thanh một set này cho chị Nguyễn Thanh một set này. Nguyễn Thanh một set này. Rồi ok, còn ba set màu đen. Ba set màu đen, cái này chị em mình cứ thử nhận hàng về đi. Thử cái đúng như là Nguyên nói không? Riêng con quần này chị em mình có thể ra ở ngoài mua hơn cho chị Hà Lê, mua có thể hơn là 79.000 mua con quần này rồi. Quân nói thật sự luôn, giá 79.000 là chị em mình không mua được con quần này đâu. Quân lấy chị em mình nguyên set nhé, còn được 2 set. Toàn bộ là bán kiểu như là bán giọt kho rồi đấy. Đấy, chị nào lấy set caro chốt cũng dùng Nguyên đi nhập không bao giờ ra được cái giá nào hết. Chị nào lấy cái mã này lên chung mã caro dùng Nguyên nhé. Haru có rồi, Haru ơi. Haru có rồi nhé, còn được 2 caro đen. Chị nào lấy caro đen, chốt caro đen luôn dùng Nguyên với giá là 69.000 nha. Thấy không? Mới nói 69k đúng không? Thế 79 hay 69? Thì hồi xe quá đâu có nhớ. Vì set này đang lên chạy mình là 95.000. Đấy, bán lời vài nghìn. Rồi lên chân mã set đỏ, tay 52kg quay đầu. Y như thế mà cái áo màu đỏ nhé. Coi như là bán tặng cho chị em mình cái quần 69k đó. Hồi nãy đặt 69k đấy. Cái này đang lên luôn cho chị em mình là đang bán tặng cái quần váy F75 cho Quỳnh Giang. Con này xinh như thế này, chị em mình không có chị nào nhỏ con mình thiệt ý. Cái này lên dưỡng mã này là mã đỏ. Size này size 52 cao 55 dùng nguyên. Cái này là size M nhé.
Comment mã này mã set đỏ này. Đẹp không? Bán đỏ cho chị Huệ Nguyễn 69.000 đấy. Nguyên lên 69.000 đấy. Nha, ok chị Huệ Nguyễn một con. Còn một con đỏ nữa, chị nào lấy set đỏ. Comment mã set đỏ với giá là 69.000. Bán cái này là gọi là bán để nghỉ sớm nha, chị nào lấy mã đó comment mã đỏ luôn, dù nguyên còn một đỏ thôi. Ok chị Huệ Nguyễn có rồi. Caro cho chị Minh Hiếu cái đỏ. Cho chị Minh Hiếu cái coi nó bên nó còn sát đang bỏ lên luôn dù nguyên xe luôn sát đi. Bộ công ty thì ngày mai nha chị em nữa, còn sát ngố sát gì bỏ lên bán tặng nó hết. Rồi Lan luôn dùng cái này đã nè. À Lan còn đây Lan nè. Comment mã này là mã tặng set. Size này chị em mình để 60kg khoảng là ok. Tặng váy. Con này váy nè. Ôi con này là con hàng ấy của Nguyên mà. Hàng 195 à. Phải không? Tặng cái gì thì em ạ. Comment mã này là mạng sau ấy à. Trời ơi, size chị em mình 57 cho cái size L. Nhanh tay nè. Ê cái con mà Nguyên đang lên luôn vô hàng lượng đang lên chị em 195.000 đấy. Size L nhá. Hàng này chị em mình này, bao chắc luôn cho chị em mình luôn. Comment mã này là mã tặng 95k nó. Size L nhá. Size L con này lên mang form lên bao đẹp luôn. Chỉ dặn nhúng nhúng như thế này. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã 95.000 một con thôi. Chị nào lấy mã 95 chút mã 95 cái này hàng về còn sót kia xong nó sót. 95k nó y hệt cái con đang lên chị em mình 195k. Nhá size L, chị nào lấy váy comment mã váy luôn dùng nguyên nhá. 95k luôn. Còn hết pin rồi, hết pin rồi. Cho chị Thúy Trinh đặt. Cho chị Thúy Trinh đặt. Mạng sao hả chị? Chị coi nó giật hay là nó như thế nào? Sao là sao kiểu vậy? Rồi tiếp luôn dùng cái con này. Cái này bán tặng cho chị em mình một triệu con. Sửa cái dây sạc là dùng không có gì. Cái dây sạc là dùng không có pin. Hello Trinh Trinh. Ôi Trinh Trinh ơi, nhỏ người đâu. Cắt luôn con này nè Trinh Trinh. Chắc là cái này cũng phải để luôn cho nguyên con này. Để nguyên con này. Không có pin nhỉ. Xinh chưa, cute chưa. Comment mã này, cái này có mấy cái thôi. Sao chị em mình 55kg quay đầu, chị em xúc đẹp 55kg quay đầu. 55kg quay đầu để kiểm tra lại cái size để nè. 55kg quay đầu và 57kg quay đầu. 57kg quay đầu chút size L, chút cái 57 thôi. 57kg quay đầu là Nguyên chút cho chị em cái size L. Chị nào lấy cái mã này comment mã L đây. Này bao xinh luôn nè. Bao xinh nhá. Lên luôn cho chị em mình giá 75k con luôn. Trời ơi. Bán ngày hôm nay là con giật. Đứng các kiểu nên không biết được cái không nữa hả. Nó không cho bán mấy chị. Còn cái nào màu đỏ không phần em cái nào là cái nào, váy hay là bộ hay là cái gì. Comment mã này là mã tặng váy luôn dùng nguyên nhá. Bán tặng luôn cho chị em mình con này với giá 75.000. Này, size L nhá. Size L là size dành cho chị em mình 57kg đổ về là chị em mình chú ok. Mời cho chị Hồng Thủy. Mời cho chị Hồng Thủy. Đang hỏi cái nào ấy, cho chị Hồng Thủy cái size M. Rồi lên luôn dùng nguyên size L. Size L là 57kg quay đầu chị em mình chút đẹp. Váy á hả? Váy đâu có màu đỏ đâu em. Hồi nãy không có màu đỏ. Chị nào lấy cái này lên cho mã đen CL với giá 75.000 con. Trời ơi. Rồi đi mua con váy này giá 75.000. Bèo hết sức bèo luôn ấy. Cái này còn mỗi CL thôi. Nha, lên bán tặng nốt luôn cho chị em mình 75k. Chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng luôn nhé. Còn ở CL hết CM. CL chị em mình 57kg quay đầu. Cái này xinh lắm nha. Chị nào chưa có thì lên luôn dùng nguyên này. Còn mỗi CL thôi. Chị nào chưa có L comment L dùng luôn nhé. Đen CL. Đen size L nhá, chị nào lấy đen size L cầm nhanh đen size L. Cho cái mã này. Ê, cái đắt đỏ nó còn cái chị. Đã lên đắt đỏ đâu, hả đắt đen không có đắt đỏ. Rồi lên luôn dùng cái này. Cái này có một cái mã 89. Mã 89 nhá. Bộ này đẹp. Sao chị em mình lấy 60kg vẫn mang ok. Cái này mới up lên trang cá nhân, cái này bán tặng chị em mình 83.000. Trước mã này lên cho mã tặng 83.000 luôn dùng nguyên nhé. Comment mã đắt đỏ luôn dùng nguyên. Nguyên set này chị em mình đi 60kg vẫn mang ok. Bán tặng luôn cho chị em mình là 83.000 set này. Nha, chị nào lấy cái này lên cho mã đắt đỏ 83 nhá. Một set đắt đỏ 83. Chị nào lấy đắt đỏ comment mã đắt đỏ luôn dùng nguyên nhé. Rồi lên cho mã LV tím 83.000 nhé. LV tím này lên cho em mình 89.000. LV tím là 89.000.
Cái này đúng một một con à. Con gì? Cái này con rồi. Chị nào lấy cái này? Đỏ cho chị Hoàng Võ. Đỏ cho chị Hoàng Võ. 83 cho chị Nguyễn Gái. 83 là cái set đỏ. Ai quên, không, đỏ hết rồi. Đỏ cho chị Hoàng Võ rồi, chị ơi, Nguyễn Gái lên sau. Comment mã này là mã LV trắng luôn dùng nguyên. 89.000 size trẻ mình đến 60 trẻ mình quay cận trẻ mình xem. Toàn bộ là hàng theo hết nhé. Toàn bộ là theo hết, không in không dán nha. Và hàng này hàng có tông tàu. Đỏ em hết nhé. Còn đen đấy, từ từ xíu lên cho trẻ mình đen. Chị nào lấy cái mã này lên cho mã LV luôn dùng nguyên nhé. LV tím với giá là 89.000 size 60 trẻ em vẫn ok nha. Toàn bộ cái này trẻ mình là quần là sẽ mang ôm ôm ôm. Chị nào lấy cái này lên cho mã LV tím, cái màu màu 83 hồi nãy còn màu đen xong lên nè. Đấy, màu đen đây nè. Chị Nguyễn Gái với chị Thảo NT Nguyễn có thể chuyển qua cái màu này. Màu này nó đẹp hơn, nó dễ hơn, mang hơn màu đỏ mà. 83.000 luôn, size 60. Nãy chốt của em mà thiếu áo nắng một lớp. Một lớp lẫn chỉ có XL. Chỉ có hàng gu mới có chứ. Chứ bình thường một lớp kia lẫn chỉ có XL. Chỉ có size SML thôi. Rồi lên luôn những mã này là mã tặng đen 83.000. Chị nào lấy tặng đen 83 chốt, đen cho chị Hoàng bỏ cái. Chị Thảo NT Nguyễn lấy đen thì chút đen luôn dùng này. Thảo NT Nguyễn đen luôn. 83.000 cái set nè. 83.000 nhá. Mới nhận đồ hồi sáng. Bộ ngủ đẹp lắm. Chị rồi em cảm ơn chị Nguyễn Gái nhé. Rồi chị nào lấy cái mã này chị Nguyễn Gái có thể đổi qua cái màu này cho em hết màu đỏ rồi. Nha, chị nào lấy cái này lên cho mã đáp đen luôn dùng nguyên với giá là 83.000. Size 6 cái cho em vẫn mang ok. Những cái này bao chắc luôn cho chị em mình này. Bán những cái mã này sướng lắm. Chị em mình về là mang 83 cho chị Ca Quỳnh bộ nha. Nha, chị nào mà nhận hàng về đẹp nhớ tết Trung Nguyên nhá. 83.000. Chị nào lấy cái này lên chân mã này là mã đen 83 nhá. Chị nào hồi nãy cái mã đỏ không có thì chuyển qua cái tông màu này luôn Trung Nguyên. Rồi lên luôn những cái này, comment mã này là mã gấu đen. 89.000, size 60 quay đầu. Đen chị Nguyễn Gái, đen chị Nguyễn Gái. Rồi lên luôn những cái này. Size 60 mang ok nó hết nha. Quần đang quần mang đến đâu rồi? Hồi nãy là quần ngố. Thêm một đắt đen cho chị Cao Quỳnh. Bộ quần dài nữa đi à. Quần dài còn gì trời. Đâu có, phải em đang mang hết màu rồi. Còn có mỗi màu này thôi. Rồi lên luôn những cái mã này. Chốt mã này lên cho mã này là mã hình đen. Hình đen với giá là 89. Trẻ mình những con quần. Và dòng quần đùi nhé. Coi giảm gì trẻ mình 60kg bạn mang ok. Chốt mã hình đen 89. Chị nào lấy hình đen comment mã hình đen luôn dùng đi nhé. Cái mã này mình trẻ mình không chốt phí quá này. Nó thật sự rất là sướng cái những cái này nhận hàng về ấy. Nghĩ là lên là không có hàng để chốt ấy. Ủa mà sao là trẻ mình lại chờ quần dài ta? Bộ thì mình đâu còn bộ nào quần dài đâu đúng không? Trời nóng mà tự nhiên lại hỏi quần dài kìa. Hình đen cho chị Hoàng Võ. Ngược ghê luôn ấy. Mới không dám về quần dài. Quần dài áo dài tay được không? Mang ủ da luôn. Rồi lên cho mã Mickey. Chị ơi mai chốt đơn ấy. Mai chốt đơn cô với ai là chị qua địa chỉ nào thì chị báo nhé. Cái này là 55kg quay đầu. 55kg quay đầu nè. Toàn bộ theo quay cận cho em mình xem chắc nè. Chị nào lấy cái mã này comment mã Mickey luôn dùng nguyên nhé. Nè, theo hết toàn bộ Mickey nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình giá là 89.000. Xây 55kg quay đầu nhé. Chị nào lấy Mickey chốt Mickey luôn dùng nguyên 55kg quay đầu là chị em chốt đẹp. Đang phía trước phía sau nha, comment mã Mickey 89.000 size 55 nhá. Ai chưa có Mickey chút Mickey luôn dùng nguyên để đổi qua Mickey chị Hoàng Võ. Mang những cái bộ này cho nó đẹp. Hết chút nguyên cái. Cái này mà chị em mình không mua cái ở đây được rồi. Hoàng Võ hả? Hoàng Võ của Mickey. Mickey 83 nhá. Cao Quỳnh 89 nhá. Chị nào lấy Mickey chút Mickey. Coi hay là còn ai? Còn cái bộ tiểu thư ấy. Là quần dài kìa. Bán tặng cái bộ tiểu thư nó hẳn luôn đi. Chiều luôn. Cái bộ tiểu thư ấy là có quần dài chứ đâu còn mã nào mà có quần dài đâu. Ừ thì mang lấy quần u mì mang với quần với áo thun
mua về cho chị, mua về cho con chị đó em. Hắn cao 1m45, nặng 50-35 kg mà mặt vừa. Rồi lên luôn dưỡng, mã này là mã theo đen luôn dùng nguyên nhá, giá 89.000 theo đen, đẹp này không phát phát cái gì thật sự luôn, mà giá là giá 89.000, không phải là giá 180.000 người ta bán đâu. Nè chị nào lấy cái mã đây nhanh luôn dùng nguyên nhá, toàn bộ là theo hết. Chị nào lấy Mickey chút Mickey luôn dùng nguyên, còn thích cái bộ dài thì mình sẽ lên luôn cho chị em mình bán tặng cho chị em mã bộ này. Chị em 60 kg vặn màu ok, 60 kg vặn màu ok, cái này còn được mấy cái, hàng này bán mấy, 79k, 79k. Bộ này đang bán 79k đó. Đây nè, chị nào thích bộ dài thì cũng sẽ lên luôn cho dạy mình cái bộ này. Comment mã này là mã tặng tiểu thư luôn dùng nguyên, đúng một bộ vàng size 60 quay đầu. Tặng tiểu thư nè, quần dài nha, tặng tiểu thư luôn dùng nguyên, chắc của nó là bộ quần hàng KT nhá, KT. Lên tặng luôn cho trẻ mình mã này, đang bán 79, đang sale 79.000. Lên nó luôn cho trẻ mình cái này, giá 55.000 nó luôn gọn. Nó là đồ đùi, tiểu thư đùi người ta không bán cho trẻ mình giá hàng 5, hàng 6 đâu. Lên hẳn cho trẻ mình một bộ dài như thế này, đúng một bộ màu vàng, size 60 quay đầu, trẻ mình chốt đẹp nhá. Còn được mấy bộ, chứ còn không còn cái nào mà quần dài hết. Đợt này trời nắng thì Nguyên không có nhập cái quần dài về nhiều. Đấy, hiếm lắm. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng tiểu thư, nãy nó mấy tiền đó? 55.000. 55.000 nó. Tiểu thư 55.000 nhá. Đi nhập đảm bảo là bao nhiêu, số lượng bao nhiêu cũng ra được giá hàng 5, hàng 6. Cho chị Nguyễn gái tiểu thư vàng. Tiểu thư vàng. Cái mấy mã tiểu thư hồng luôn dùng giá 55k luôn, rõ không? Chị nào lấy tiểu thư vàng, quên, tiểu thư hồng chút. Hết vàng nhá, còn hồng nè, chị nào lấy hồng comment hồng. Chị em mình mang đã các kiểu rồi xong, cái thích cắt ra làm quần đùi mang cũng sướng. Đây nè, size 60 vặn hoa ok nhá. Tiểu thư Nguyên còn màu hồng thôi, màu hồng nhá, chị nào lấy hồng chút hồng luôn dùng Nguyên ở trên hết rồi chưa? Chị sai chưa? Hết vàng chưa? Cây màu luôn dùng Nguyên nè. Còn hồng đậm, hồng nhạt nè, và đỏ đô nè. Hồng đậm, hồng nhạt, đỏ đô lên luôn cho trẻ mình là giá 55.000 nó. Lên màu luôn dùm em nha, chị Kim Phụng Nguyễn ơi. Phụng Kim Nguyễn nè, chị Hà Lê chọn cái màu luôn dùm em nhé. Không, quần bình thường chị ơi, quần bình thường. Đâu có đâu, phải nhà mình kéo cái đèn ra. Cho Kim Phụng Nguyễn hồng nhạt. Kim Phụng Nguyễn hồng nhạt, rồi còn hồng đậm và đỏ đô. Hồng đậm và đỏ đô với giá là 55.000. Hàng này đang sale chị em mình 79k, thấy rẻ rồi này. Đỏ cho chị Nguyễn gái này. Đỏ Nguyễn gái này. Hồng đây hề, cho chị Hà Lê hồng hết nha. Ở đâu? Đấy. Chị người đỏ. Chà ơi. Thấy hồng, hồng nhạt, hồng đậm đỏ này. Hồng này lên chung à. Đỏ cho chị Hà Lê này. Hà Lê này, đỏ cho Sang Sang kìa. Đỏ cho Trương Hỏa kìa. Cái màu bánh tôm này, màu 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 hồng rút này dễ mình làm không chút. Màu rút này nhẹ nhàng đều dễ mình làm không chút. Thấy màu đỏ. Màu rút này hết đỏ rồi. Kỳ chị em mình hay quá. Còn hồng sen với lại hết đỏ rồi nha. Còn hồng sen với hồng đậm, à hồng sen với hồng rút thôi. Còn một đỏ. Còn một đỏ cho chị người tình trăm năm. Nè, cho chị Minh Phúc Nguyễn nè. Minh Phúc Nguyễn nè. Minh Phúc Nguyễn bộ này. Ê, tôi nói thật sự luôn ý, ngày đi không biết tháng đi chứ không phải ngày đi. Nhiều chị tối chốt xong cái mai nhắn tin qua đây nè. Để mấy cái người đây nè. Mai kiểu gì mai nhắn tin qua cái là chỗ chị mắc dịch. Mắc dịch mà không có nhận hàng được. Mệt dễ sợ luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã này, đây lên lại cho Nguyên cái màu hồng sen đó kìa. Hồng sen. Hồng sen ấy. Nguyên còn hồng sen với hồng rút. Đây nè, hồng sen này, hồng rút nè. Chị nào lấy hồng nào comment hồng đó luôn dùng Nguyên nhá. Giá lên cho chị em mình giá 55k luôn. 55k nó. Nguyên chị lấy đỏ với rút đổi hồng nha. Rút này cho chị Hà Lê. Rút cho chị Hà Lê đổi cái hồng kia. Đổi cái hồng kia. Rồi ok, chị nào lấy màu nào chút màu đó luôn dùng Nguyên phom 60 kg chị em vẫn mang ok. Thì Nguyên lên cho chị em mình bán tặng luôn chị em mình giá 55k đấy. 55k. Rồi lên cho mã tặng set. Ôi cha ơi. Ai nhanh có nha. Dặn váy. Nè, con áo này là Vivo chị em mình nè. Cái này phom áo nó hơi lửng lửng xíu. Kèm với một con chăn váy này chị em mình. Cái độ co giãn này 60 62 chị em mình mang ok hết con nè. Đúng được 2 set.
nhanh tay nhá. Comment mã này là mã set nguyên sale luôn cho trẻ mình là 89.000, đúng hai set thôi này. Trẻ mình nhìn lên luôn cho trẻ mình set này với giá là 89.000, đảm bảo trẻ mình đi dạo không ở đâu bán trẻ mình thằng này giá 89.000 luôn. 89.000 trẻ mình chỉ mua được một con áo này thôi nha. Lên chung mã set đúng hai set đấy, đợt này sale hết sức bèo nhiều luôn, hai cái thôi. Chị nào lấy cái này lên chung mã set luôn dùng đi nhá, 89.000 set đúng hai set thôi. Toàn bộ cái này là mấy lớp luôn nên là trẻ mình không lo bị mỏng gì hết nhá, toàn bộ là lót trong hết rồi, không lo bị mỏng gì hết, đúng hai set thôi. Chị nào lấy set comment set luôn dùng nguyên nhá, cho chị hoa hồng xanh phan một set này đẹp, cứ nhận hàng con này về dùng nguyên nhá, cho chị hoa hồng xanh phan một set. Còn một set chị nào chưa có set chút set, chị nào xem live trên hội mà nó bị ẩn comment á, chị em mình comment mà nguyên không đọc được ấy, chị em mình ao ra vô trang cá nhân dùng nguyên, có chia sẻ cái live trên trang cá nhân về trên bếp về trang cá nhân ấy là chị em mình đặt được nhá. Còn một set với giá 89.000 thôi, chị nào lấy cái mã này comment mã set 89k luôn dùng nguyên nhá. Đâu rồi, cái like ở trên hội đâu rồi. Trời, Mickey hồi nãy Mickey cho chị tiền Lucky nữa kìa, tiền Lucky. Không, tối nay em không có áo thun phông nhỏ nhé, cho chị thấy trên đạm cái. Tối nay em không có áo thun phông nhỏ đâu. Thấy trên đạm hết rồi chị ơi, đợi chị chịu trăm trần cứ hỏi tới đâu người ta chốt mất tiêu rồi. Hết nha, có hai set thôi. Ủa set nó còn ít nữa hả? Rồi lên luôn dùng cái này. Cái này đây chị nào hỏi lanh thì mình còn mỗi lanh này thôi, size 52kg quay đầu bán tặng luôn cho em 55k luôn. Hết rồi người ơi, ưa thì chốt đi, dài mà đi vu luôn. Comment mã này lanh thì mình còn này khổ, cái đợi chị hỏi sao là người ta chốt mất rồi. Rồi lanh luôn dùng cái này, size em 52kg quay đầu thôi, size L nha. 56, 57 không còn cái bộ nào luôn mà lanh ấy. À đây, bộ này size 3XL, bộ này size 3XL, 3XL chị em mình đến 57, 58kg là chị em mình chút đẹp. Ai biểu không nhập nhiều hả? Không, cái này em về em chia rồi, cái này về nhiều mà chia rồi. Rồi lên luôn những mã này, mã tặng 55 dùng nguyên nhá. Size chị em mình 52kg qua đầu là chị em chút đẹp. Bao nhiêu chị hỏi lanh thì tranh thủ chút lanh đi nhá. Lên luôn những mã này là mã tặng 55k nó. Hàng này là Nguyên đang sale cho em mình 63k. Đã thấy nó rẻ rồi, Nguyên nói thật sự luôn. Chị nào lấy cái này lên chung mã vàng CL. Và hai cái bộ này là size này size 3XL 57, 58kg là chị em chút đẹp. Lanh 2 dây ở đâu rồi? Lanh 2 dây ở đâu rồi? Thì ấy Nguyên chụp đấy, Nguyên trải sàn, Nguyên chụp mà. Chứ có phải cóp hình, cóp đồ đâu. Chị ơi, chị Liên Thăng ơi, lấy size M là mang ok. 52kg qua đầu lấy size L, lấy size L, không có size M đâu chị. L, XL, 2XL, 3XL, cái này cũng không làm phông nhỏ hơn. Nhá, chị nào lấy cái này lên chung mã tặng vàng. Chị em mình hỏi lanh, xong lên lanh cái hổng thấy chốt. Đấy, chị em mình nhiều chị kỳ như thế, bởi như thế này là không dám like theo yêu cầu. Cho chị Liên Thăng cái này, Liên Thăng cái này 55k mà chị em mình còn không chốt được thôi. Trời này mà nhà mang những cái bộ này sướng quá rồi, lại vừa rẻ nữa nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã tặng vàng 55k, tặng màu này là màu rượu 55k luôn, riêng màu rượu là size to, màu vàng này size 52 thôi. Chị nào lấy vàng comment vàng luôn dùng nhé, lên chị em mình 55k. Đây này, bộ hai dây đây chị này, màu vàng cho chị Liên Thăng. Ok, chị Hòa Minh Nguyễn size 57 rồi. Ok chị nhá. Hỏi Minh Nguyễn. Hoan. Không có CS đâu chị, tiền lúc kia nãy giờ tiền lúc kia comment mà bị ẩn comment ấy, không thấy được. Đây nè chị Minh Hiếu ơi. Đây là cái mã này 55kg quay đào thôi, xinh lắm. Cái này Nguyên chụp, Nguyên trải sàn, Nguyên chụp chứ phải cóp ở đâu về đâu mà chị em mình sợ. Từ bữa nay là toàn bộ tự hình, Nguyên tự chụp hết ấy. Để cho chị em mình thấy xác được cái cần cái chắc của nó như thế nào. Đây nè. 55 cho chị Phương Trinh Lê xác. 55 vàng Phương Trinh Lê. Đây hai dây đây, xinh chưa, cái này đủ xinh chưa. Mã này là 119.000 hai set, nhưng vẫn còn ít lắm. 55kg đổ về thôi nhá. Ê, Nguyên chụp như thế nào thì là like như thế đó thôi, không khác gì hết. Nguyên chụp cặn luôn mà, chứ sao không chốt đi, rồi cứ bảo người ta lên like là như thế nào nha. Đây nè, mã này là mã 119.000 hai bộ nhá. 119.000 hai bộ, Nguyên có xanh hồng
chanh hồng và các kiểu. Đấy, nhưng mà toàn một size thôi, 60 không vừa. Tự nhiên làm mỗi C2 bực mình thiệt. Lên C3 là được rồi. Có mỗi C2 thôi. Vàng, xanh, hồng. Ưa màu nào chốt màu đó nhá. Đây này, phát đi. Ai phát mấy bộ? Phát mã này là 119.000. Hai bộ nhá. Nè, xanh không? 55kg quay đầu thôi. Chị nào lấy cái này lên cho mã 119, cái này đi combo nhá, không đi lẻ. Đi combo, đi hai cái hãng nha. Chị nào lấy cái này lên chuông mã này là mã 119 luôn, dùng nguyên hãng hai bộ này. Vàng, xanh, hồng rồi. Như hành hồng hết rồi. Nói chung là nhiều màu xanh. Nhiều màu xanh. Đây nè. Đẹp mà không vừa. Để cái này đặt làm tới C3 luôn thì là chị em mình 60kg ăn được. Có thấy đâu chị không? Thấy đặt đi. Qua nha. Xanh nè, xanh nào đây xanh nè. Xanh nè, vàng nè. Giờ hết hồng rồi, Ưng lấy màu nào chút màu đó. Cho Ưng lên cái cọc ngực luôn. Hai dây quần đùi chỉ ở một size thôi. Một vàng một xanh cho Minh Hiếu. Bộ lan 57 lẫn vàng có luôn. Đó luôn không? 55 thôi chị ơi. À, 57 là bộ lan vàng là 52kg quay đầu. 52kg quay đầu màu vàng, 52kg quay đầu thôi. Chị cao quần không phải sai, cái này là C2 là 55kg quay đầu. Cái này còn ít lên luôn cho chị em mình luôn. Mình hiểu không? Hai bộ cho chị Minh Hiếu. Nó 119.000 mà chị em mình không mua được hai bộ mà chị em mình không chốt hay thôi luôn ý. Rồi nè. Lên luôn những này còn ít nè, bán tặng nhá. Bán tặng nốt luôn, lấy hai bộ xanh cho chị Tâm rồi. Lên thông tin cho Nguyên nha. Ôi trà ơi, bị ẵn comment. Xanh và xanh cho chị Tâm Rose nè. Cho chị Phi Minh Trần với chi đen như Nguyên đang mang. Hai dây là em lên 119.000 hai bộ nhé chị Nguyễn Thị Bích Thiệp ơi. 119.000 hai bộ. Chị Cao Quỳnh ơi, chị lấy qua size này là 55kg quay đầu. Chị ok thì chốt cho em có CL. Ok chị Tâm có rồi, lên thông tin cho em nha. Cho chị Tảo hai cái xanh với vàng. Tảo hai cái xanh với vàng, xanh ngẫu nhiên nhé, xanh tương tự như nhau thôi. Xanh vàng cho Tảo với giá 119.000 hai bộ. Nhá chị nào lấy hai bộ chốt nha. Ok chị ơi. Chị Tâm ơi, lên thông tin cho em nha chị nha. Lên hẳn thông tin trên live luôn giùm em, nhiều chị chốt đơn xong cuối cùng có thông tin gì hết, không phải xả ra. Thấy rồi đấy chị. Cho chị nhăn lên một vàng, một xanh dương vàng còn không? Vàng đây, vàng này nhé. Vàng này này. Với màu xanh dương này. Còn xanh dương cái đó không? Xanh dương này nhé. Xanh dương này nhé. Đây này. Hết rồi. Đây này. Cho chị nhăn lê đi. Nhăn lê hai bộ hoa nhí xanh với vàng. Size lớn nhất hả? Là cái chi đó ta? Là cái chi đó. Size lớn nhất có một size mà em nói hồi nãy giờ có một size. Cái bộ Nguyên mang là cho ai ta? Bộ Nguyên mang ấy cho chị cho chị Mickey này, cho ai quên mất tiêu rồi. Cho chị Phi Minh Trần. Em thấy chị Tâm rồi, chị Tâm lên thông tin đi chị ơi. Em nói từ nãy giờ rồi, thấy rồi, đã đọc chị rồi. Hai bộ rồi. Cho chị Huyền Nguyễn một xanh nhạt, một xanh nhí. Còn không? Xanh nhạt, xanh nhí. Xanh dịu dàng xíu à. Xanh nào nó cũng dịu dàng hết. Hình thú không còn chị ơi. Hình thú màu xanh đậm lắm. Thú xanh đậm lắm. Màu này nó cũng tay như thế nào mà. Đây này không mở ra chị em. Cái màu hoa nhí này nó cũng đẹp. Toàn màu đẹp không mà. Riêng cái này toàn màu đẹp thôi. Đây nè. Vàng nè. Chị Sương Lê ơi, em còn vàng xanh. Còn vàng còn xanh. Chị nào lấy chốt nhé. Chị Cao Quỳnh là đang nói bộ hai dây đúng không? Bộ hai dây thì em không có sai, em còn mỗi size số 2 rồi, em mình để size 55kg quay đầu. Chị bảo sao lớn nhất em cũng không biết chốt kiểu như thế nào luôn. Đây nè, chị nào lấy chốt nhé. Trời, tôi thèm không dám uống, sợ mập. Tự nhiên em thèm quá, tự nhiên em cũng đặt. Thèm lắm, bình thường là em uống bạc xỉu mà tối ngủ không được. Cái này cái mặt là tà le rồi mà cứ thèm bạc xỉu. Tối ngủ là đến 1 giờ sáng luôn ý, 1 giờ sáng mới ngủ. Lại chán thế lẽ nào lại ship. Không, lâu rồi em mới uống. Rồi cái này em bán tặng luôn cho chị em mình luôn nè, chia sẻ dùm Nguyên nhé. Lâu lắm rồi. Chị Nguyễn Trâm đi rồi, chị chốt đi. Mai nó còn đồ về, đồ công ty, đồ các kiểu thì lại chốt thêm cái live chưa mai rồi đi nha. Rồi lên luôn dùng Nguyên cái mã này. Mã này em còn ít thôi, bán tặng nốt luôn cho chị em mình. Đi combo luôn đi. Đi combo nhé. Cảm ơn em hả này.
đi hai cái nha, nguyên sale 69.000. Quân Lan Nuki em mình cái này còn tầm khoảng chục combo, chục combo này nữa là hết. Toàn bộ hàng này là hàng su đúc, hàng su đúc. Bao nhiêu chị nhận hàng con này về là cứ khen đẹp, hàng vừa nhẹ vừa đẹp, mà giá nói chung là cơ bản là cái giá nó quá là rẻ đi. Mua một hàng một con su đúc mà Nguyên bán cho chị em mình là 69.000 hai con, thì là so ra chị em mình chỉ mua 35.000 con đấy. Ra ngoài ngồi không nói đi đâu xa, ngồi chợ thôi, người ta cũng bán cho chị em được 70-80.000 một set, không một con 70-80.000 nha, sướng đúng không Nguyễn Trâm? Ok chị nè, cái nào Nguyên lên luôn cho chị em mình mã nè. Còn mỗi size 38, không còn size gì. Bình thường là sẽ có cái size lẽ là lẽ size nhỏ, cái này lại vô ra cái size 38, bán tặng luôn cho chị em mình đi combo nhé, hai con. 34 không có, còn mỗi 38 thôi, hai con. 34 à? Ok cho chị 34, thế bóc cho chị hai con đi, cho chị Quỳnh Giang hai con. Nguyên Lan Nuki cho em mình này 65k hai con nó. Kinh chưa? 65.000 là coi như là Nguyên bán cho chị em một con và Nguyên tặng kèm thêm cho chị em mình một con nữa đấy. Nhá chị nè. 34 thì còn một cái thôi chị Sương Lê ơi. Còn một cái thôi nhá. Cho chị Sương Lê. Em ở Đà Nẵng với chị Phương Phan ơi. Em ở Đà Nẵng chứ. Rồi nè, lên luôn dưỡng mã này là mã set luôn dùng Nguyên nhá. Hết 34 rồi. Ôi, sao bữa nay toàn chị em mình 34 thế? 38 cho Bảo Nhi. 36 không? Còn một con. 36 còn một con à. Cho chị Trần Thị Khánh Diệu đừng con nha. Cho chị Bảo Nhi một set. Bảo Nhi một set. 34 em hết rồi, còn 38 thôi. Bảo Nhi một set 38, Nguyệt Nga một set 38, Ngọc Quyên một set 38, hết 34 còn 38 thôi. Đúng không? Chị em mình nhận hàng về con này chưa? Cái đó mặt sướng ấy. Mút vừa phải chị ơi, vừa phải chị Nhung Hà, không trời nóng nên không có quá dài mà không có quá mỏng, tầm khoảng 3 phân. À, mẹ chị mặc xô này thích lắm, trời ơi, lại rẻ nữa. Đơn hôm nay đi để thêm. Chanh Đắc ơi, chốt thêm đi. Tại vì ghi nhầm địa chỉ cho Nhung Phạm một set. Bị nhầm địa chỉ rồi. Đi địa chỉ ở đâu? Ở Thanh Khê. Trời ơi chị Ngọc Thảo ơi, thôi không chọn màu giùm em nhé. Không chọn màu giùm em nói là giá mà giá 65.000 hai con. Thì con chị em mình mua Nguyên mua, chị em mình mua một con và được tặng kèm một con rồi. Lựa gì nữa? Cho em một bộ hai dây số 2 màu vàng. Một bộ hai dây số 2 màu vàng. Không, Nguyên đi hai bộ cho người tình trăm năm một set. 65k luôn chị ơi. Xe 38 rồi chị em mình đi 36 chút được rồi. Mang cái khóa ở trong ấy. Hình như lâu lắm rồi. Dạ đúng rồi, tâm kỳ là 30. Lâu mới rồi, lắm rồi mới được uống trà sữa đấy. Ngon dễ sợ luôn. Rồi em cảm ơn chị người tình trăm năm nhé. Đúng rồi, đi cứ đi tỉnh nói chung là ngồi Đà Nẵng ấy là 30k hết. Giờ chị em mình đi sát bên Nguyên. Em sợ màu xanh nổi quá. Không chị ơi, chị Ngọc Thảo Nguyễn ơi, cái màu xanh này sao lại nổi? Đâu rồi ấy? Màu xanh này sao lại nổi? Chị nào lấy thì chốt thôi, Nguyên qua nhanh cái mã này luôn. Đây này, em qua lại một lượt cho cái Nguyên cái set này nữa này. Nguyên lên cho chị em mình 65.000 mà hai con. Bà ơi, ngực bà ơi. 65.000 hai con mà chị em mình còn phải lăn xăng nữa. Và những cái này á thiết thực. Cái này chị em mình phải mang quanh năm suốt tháng, có khi nào rồi trừ khi ngủ thôi. Này màu xanh này nổi cái gì? Chị em mình mang màu đen, màu đỏ không nổi mà mang màu xanh này nổi cái gì? Bữa trừ em không được uống 38 cho chị Trần Khánh Diệu. Bữa trừ em có được uống đâu. Toàn uống bạc xỉu thôi. Mà cái mặt tè la rồi. Hết 34. Hết 34 nhé. Đợt này dịch giết các kiểu không đi làm mặt được, cái bệnh nhân nó tà lai không mấy được. Bộ lan vàng em 52kg mặt chặt không? Phải sợ phải rút không chị ơi, 55kg quay đầu là mang được. Nha, 55kg quay đầu mặc được. Cái đó là Nguyên mang cho chị hai dây là Nguyên đi luôn cho chị em mình nguyên set. Cho chị Ngọc Thảo Nguyễn một cặp 38. Riêng cái gì chứ cái này Nguyên bao luôn cho chị em mình về giá và bao luôn cho chị em mình về chắc. Cái này Nguyên đâu phải lần đầu tiên bán đâu. Bán bao lâu rồi? Thì chị em mình đi ra ngồi mua cho nó đắt. Trang Lê ơi, xem like á. Ấy hàng rồi qua tính tiền qua lấy nha. Ra đứng ngoài cửa qua lấy nha, để bữa giờ rồi đây. Cái này cũng còn xe 52kg quay đào nữa nè. 52kg quay đào này được chạy mình 55k. Set ngược là 8, quên 65k một set 2 con. Một combo 2 con, chị nào chưa có thì lên Nguyên nhé. Còn cho Nguyên lên cái mã áo thun này, hồi nãy chị đã hỏi chung. Cái mã áo thun là trong giống như trong cái set ấy, còn được mấy con lên nó luôn, chị nào lúc tối chưa có nè. Đấy, còn bao nhiêu con này? Mã nặng lên chị em 49k và xe 60 bạc mau ok. Chị nào chưa được cái mã này chị lên dùng Nguyên. Đây.
giờ xuống người ta đang like xuống kiểu gì gửi không nghe. Rồi lên luôn những cái này, cái mã này là sai toàn bộ cái này, có khách chốt cái rồi này. Nguyên cậu ở trong màu này thôi à, cho nguyên tách ra nguyên màu vàng đi, bỏ nguyên màu vàng đi. Ok chị, còn cái này lên cho em 49.000, tách cho nguyên màu vàng. Còn cái này hết màu trắng nhá, 49.000 một con luôn. Chị nào chưa có cái mã này lên luôn những nhá, tặng 49k và size 60, bộ 55k màu vàng cho chị đắc chanh. Ok chị nè, ok chị đắc chanh. Rồi lên luôn dương mã này, mã tặng 49k nguyên có màu nè, màu kem, màu cà phê đi, màu cà phê và màu vàng hai tông màu nhá. Form này form 60, cái này giống như cái mã mà trong cái set mà chị em mình đã mua với giá 135.000. Cái này kho nó làm dư ra cái áo nên là chị em mình mua được với hàng lại tách ra, chứ còn bình thường nhiều chị thích cái áo này quá mà cũng phải đợi mua nguyên set mới có con áo này. Giờ chị em mình mua được hàng sale giá 49.000 nha. Chị nào lấy cái nào đang chân mã này là mã áo 49 kèm màu, 49 kèm màu luôn dùng nhé. Nguyên cái lấy một cái 36, một cái 8 đi, lấy cặp trời bỏ vô rồi mai tính sau nhé, mai làm đơn tính sau. Cho chị Thảo NT Nguyễn cái màu cà phê 49.000 nhé. Chị em mình tranh thủ cái mã này 49.000 màu cà phê nè, màu vàng hai tông màu nha. Chị nào lấy cái này cà phê cho chị Thảo NT Nguyễn này. Rồi lên chân mã vàng dùng nguyên nhé. Con này bao tinh chị em mình 60kg vẫn mau ok. Cảm ơn, mã này là mã chữ vàng và chữ cà phê với giá 49.000, đẹp lắm. Chị nào chưa có thì lên nhé. Đấy, chị nào lấy cái này lên chung mã vàng và màu cà phê, tương tác lên luôn dùng nguyên tí xíu đi chị em ơi. Chấm lên đi, chấm lên đi cho nó sôi động lên tí xíu nào nha. Chị nào chưa có cái nào lên, tổng tiền rồi ok, mai tính đơn đi. Rồi ghé ngang qua rồi đứng ngoài cửa lái nha. Rồi chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã tặng cà phê và tặng vàng luôn dùng nguyên với giá 49.000. Thì nhiều chị hồi tối chưa được cái mã nào. Đấy, chị nào tranh thủ lên luôn dùng nguyên còn một cái màu trắng nữa nè. Trắng còn đúng một con. Chị nào lấy trắng comment trắng luôn dùng nguyên mã này là mã 49k. Sao chị em mình lấy 60 nhé. Còn một con màu trắng nữa nè. Chị nào lấy trắng chút trắng với giá 49k luôn nha. Lên luôn dùng mã tặng trắng hai con màu trắng. Ôi thế chị ngăn hồi sau sáng soạn cho là hết màu trắng. Nhiều chị hết màu trắng. Còn xét mẹ và bé, còn chị ơi, còn nhé. Cặp 38 cho Phạm Hoàng, vàng cho Tiền Lucky, trắng cho Hiền Gia. Cái bị ẩn comment. Rồi vàng cho Tiền Lucky, trắng cho Hiền Gia. Bộ đang mang máy, mua đi rồi mai tính. Mã này là 89.000. Cặp 89 cho Phạm Hoàng. Còn chị ơi, cho cái vàng cho chị Nguyễn Hiền Lương, Nguyễn Hiền Lương. Vàng cho chị Hồng Na Bùi lên thông tin cho em nhé. Bộ caro bộ nào ấy đắt chanh ơi. Trắng thêm cho chị Nguyễn Hiền Lương với giá 49.000. Hello chị Hà Huỳnh nè. Ok chị được hai con. Ok hai con nhé. Rồi chị nào chưa có nữa thì lên luôn dùng nguyên nhé. Còn vàng còn trắng còn đen. À quên, còn vàng còn trắng còn luôn. Cái nó hồi nãy cho chị dùng cái mắt tiêu rồi, chị nào quên rồi, đào óc chi á. Cho chị Phạm Hoàng lên thông tin cho em, Phạm Hoàng lên thông tin và Hồng Na Bùi lên thông tin ở Phan Thanh. Ok này, nãy giờ không thấy em à, chút quá trời. Ôi thấy sang sang không, thấy sang sang luôn. Nam chia sẻ lên phát hả. Nga Bùi là cái chi đó, Nga Bùi á, bộ caro trơn hả. Caro trơn lúc nãy còn màu đen, còn màu đen. Ok rồi, Hồng Na Bùi màu vàng, Hồng Na Bùi màu vàng. Rồi nhá, chị nào chưa có thì lên luôn những cái này đẹp. Toàn bộ bán khách quen mà đâu có dám nói điêu đâu, có phải hàng gì cũng lên bảo đẹp. Những cái con này chị em mình đã mua được set gì chị lên mà con quần không vừa. Ưa cái áo dễ sợ luôn mà con quần không vừa. Đấy. Giờ lại có thêm áo nữa nên là chị em mình tranh thủ. Chị nào lấy cái nào đứng trong mã cà phê luôn dùng nguyên nha. Đấy, Trăng Lê lấy chốt, Trăng Lê đã mua cái set này rồi là biết rồi nè. Biết chắc con áo nó như thế nào mà giờ cũng bán lại cho em 49.000 một con áo. Nha, hồi nãy giờ sang sang chút cái gì đấy. Giờ thấy sang sang rồi. Bên nhìn cái máy mà máy chủ không thấy, phải dùng trên ấy này mới thấy nè. Rồi nhá, chị nào chưa có thì lên luôn dùng nguyên. Rồi lên chung ít quần. Chứ cái nào không đẹp. Cái nào không đẹp. Bộ nãy giờ con bộ đẹp quá trời luôn. Bộ đẹp quá trời luôn. Rồi lên chung mã tặng LV, size này chị em mình lấy 60kg. Còn cái quần đùi nào không để chị với, quần đùi chị em mình chưa mai nhé. Trời ơi, 8 giờ mà bảo ghế lái 8 giờ em chưa dậy đâu.
tốn xăng vừa tốn công, đi ra lại phải tiếp xúc nhiều. Đúng không? Hả, à, chốt đi chị ơi, 60 kg nè, bộ này bao xịn. Chị nào lấy cái này lên cho mã LV đen nhé, 89.000. Trang Lê lấy cái này thì chốt này. 89.000 LV này, chị nào lấy LV nguyên còn LV đen và LV trắng. Hai con LV, ai lấy LV chốt LV rồi lên tiếp cho Nguyên X quần đấy. Nha, chưa, chị nào chưa có LV comment mã LV với giá là 89.000. Chấm lên luôn dùng Nguyên bán tặng cho em một quần. Chấm chấm lên dùng Nguyên bán tặng cho em một quần nha. Ở đâu trong nó nhiều đó. À, tương tác lên luôn dùng Nguyên nha. Đúng không? Giờ ship tới đi cho nó khỏe. 15.000. Rồi tặng hết cho chị em mình những con quần này luôn. Có cả dáng boy. Có cả... ơi, bốn nút này còn cái này chị ơi chị ạ. Cái này size 52 rồi. Bốn nút này size 52 rồi nè. Chị nào lấy cái mã này tặng bốn nút 49k luôn. Size 52 ký qua đầu hàng nặng đăng lên chị em mình 69.000. Giờ cái này nó còn rất rất là một con. À gì chị gì ta. Chị nào mà đang đi dạy, chị nào hay đi làm công sở phát ngay con này, khách nhà Nguyên đi chị à. Nhiều chị lắm, ngày nhận được cái con hàng mà Nguyên nói lên luôn cho chị em phải hai viên phải đẹp ấy. Chị em mình đặt là rất là nhiều cái mã đó. Nhận hàng về lên như chị à, chị Hà Thúy à, chị Mai Thủy. Chị về chị nhận hàng hôm qua tối về. Để chị quần đi em, đây à. Ok 49k. 49k. Cái quần công sở mà cái mã mới nhà Nguyên ấy thì giá 99.000 nó đẹp lắm luôn. Ok. Cho chị Nguyễn Hiền Lương. Khách nhà Nguyên nhận hàng về xong tối giặt luôn. Ngày mai đi làm lên. Ngày mai cái khách lên khách nhờ đặt thêm 3 4 con nữa. Rất là vì chắc đẹp, mang vừa nhẹ vừa mát. Đấy, cái mã đó là cái mã mới, chị nào chưa có thì là tới xíu online luôn cho chị em mình luôn còn ít. Nha, rồi lên xuống nè. Comment mã này là mã boy, size này dành cho chị em mình 57 58 kg đổ về. Tomboy nè. 57 58 kg đổ về bán tặng luôn cho chị em con này giá 69k. Chị nào lấy mã này comment mã Tomboy nhé. Tomboy C2XL 69k. Cái này nó còn rơi rất rớt lại nên là Nguyên tranh thủ xả luôn cho nó gọn. Chứ còn Nguyên đi nhập không có cái giá này. Với số 4 ký không có những cái mã này chị. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã 2X. Size chị em mình nếu như em mình cao 60 kg chị em vẫn mang được. Cái 2XL luôn mà. Nha, chị nào lấy cái mã đó comment mã tặng 69.000 đừng tâm boy. Rồi lên chung mã này là mã ngầu. Tối nhiều chị đặt không được cái mã này. Size này dành cho chị em mình 52 kg quay đầu. Ngầu nhá, có túi hộp. Bán tặng chị em mình nốt 55k. Con này là ô mì hàng. Ô mì hàng nhá. Túi hộp size S 55k. Chị nào lấy cái mã này lên chung mã ngầu dùng như một con ngầu. Chị nào chưa có ngầu comment ngầu luôn dùng như một con. Ngầu một con nhá. Cái váy hoa 75 em còn. Em còn mấy cái à? Hồi nãy hoa 75. Còn có hai cái mà để em cái. Cho chị Thảo nè, tên Nguyễn. Thảo nè, tên Nguyễn. 55k. Còn hai cái mà nguyên cái rồi. Hai nãy giờ không chịu chốt. Cái S con nó đẹp lắm. Rồi lên chung mã này là mã. Cái này cũng S rồi. Chốt mã túi hộp cũng dùng đi nhé. Nè. Túi hộp này. Thảo nè, tên Nguyễn. Em còn một cái thôi, chị lấy thì chốt. Comment mã này lên luôn những này. Mã này là mã túi hộp luôn dùng nguyên nhé. Có quần đùi của bé không à? Đùi của bé em không. Trời nó đẹp. Còn được hai cái váy hồi nãy còn được hai cái ở ngoài. Cái váy hồi nãy mang ấy. Comment mã túi hộp luôn dùng nguyên. Túi hộp nào Nguyên lên luôn cho trẻ mình giá 55k. Mã này ngầu đẹp lắm. Rồi 55kg đổ về xây mờ. 55kg đổ về. Được cái rồi. Mang chứ đâu mang. Bỏ qua chị đi. Bỏ qua chị luôn là được hai cái. Cho chị đặng mấy chị 75k. Tết mẹ và bé hồi chị nhắn trên còn ít. Túi hộp á chị Hà, chị với Lucky Hà, size này 55kg quay đầu. Nguyên còn một cái size S, một con size M. Một S, một M. Tết mẹ và bé hồi nhắn riêng. Em còn có mấy đây này cho khách xem xe máy luôn. Cái set mẹ và bé, set hoa nhí. Còn được mấy set chứ mấy. Rồi lên chân mã này là mã ngầu dùng đi nhá. Ngầu. Ngầu này Nguyên lên luôn cho trẻ mình giá 55k. Hàng mà u mì hàng thì ít khi nào có được cái giá này lắm. Nguyên nói thật. Đây nè. Váy này xinh lắm. Váy này xinh lắm. Về nhưng mà Nguyên không nhớ là chị nào đặt luôn. Còn vô ra được vài set thôi. Vô ra được vài set, bao cute luôn. Nha, bao cute luôn. Đây nè. Cột dây phía sau như thế này. Đây chị Hiền Lương ấy thì là
Mai xuống coi nhé, mai xuống coi. Em. Đấy, set này là váy mẹ và bé. Rồi chị nào lấy túi hộp, cho bé mã túi hộp luôn dùng nha nhé. Trời ơi. Size 52kg quay đà. Này, con này xinh nè. Chị nào lấy cái mã này comment mã nút dùng nguyên nhé. Ô mì hàng giá 69k luôn. Nhá, chị nào lấy nút chút nút dạng dáng boy 69k size dành cho chị em mình 50-52kg đổ về cho cái size S. Chị nào lấy chút nhé. Ôi bên này nó làm toàn thạch đấy. Toàn thạch đấy. Hút không lên nước luôn. Tiếp quần đấy. Tiếp quần. Tiếp quần đấy. Tập này còn nhỏ không? Có cái nào to to? Tóc tập mới có to to. Ok, sẽ add cho chị Vlog đi. Sẽ add cho Vlog đi. Sẽ add cái túi hộp hồi nãy cho chị Vlog đi. Ok chị nha. Thế em mới vừa lên xong. Chị ngửi. Mình cũng đưa cho mình sẽ add ngửi. Cảm ơn mã tặng theo này. Nút cho hồ lạnh. Em mới vừa lên xong đó. Còn em mã tặng theo size này size S luôn. 69k nó. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng theo này. 69k tặng theo nhé. Chị nào lấy tặng theo comment mã tặng theo luôn dùng đi. Giá 69k nhé. Chị nào chưa có tặng theo comment mã tặng theo 69 nè. Tặng theo 69 nè. Size S luôn nha. Có cái này to. Mẹ thì nó như thế mà to hơn thôi. Có gì đâu. Y như thế mà to hơn thôi chị ơi. Rồi lên luôn những này 57kg quay đầu. 57kg quay đầu. Cái này lên chị em mình là 69k. Cái này sắp hết luôn rồi đấy. Coi như là gần vơ luôn những cái này rồi. Con dọn sạch luôn. Toàn bán tặng hết. Y như của bé nhưng mà nó to hơn thôi chị ơi. Rồi lên luôn những mã này. Size chị em mình 57kg quay đầu. Comment mã này là mã L dùng nguyên ngắn 69.000 L. Quần khi nãy 55k. Đúng rồi 55k đấy chị ơi. Lúc nãy 55k quần ngố bán tặng 55k đấy. Hàng thường là nguyên bán dạy em mình là riêng quần ngố là nguyên bán dạy em 68-69.000. Quần dài là nguyên sale dạy em là 79.000. Đấy giờ cái nặng lên dọn kho nót này. Còn rẻ hơn chị em mình đi mua sỉ nữa đó. Quần tomboy mà chị em mình cứ thực đi ngồi người ta bán cho em không bao giờ có cái giá mà hàng xấu hết. Riêng quần tomboy. Đấy chị nào lấy cái mã đó comment mã là mã L. Comment mã này mã viền tím. Viền tím nhé, con này cũng lên luôn cho chị em mình giá là 69k luôn. Nó sướng, Nguyên nói thật sự nè. Chị em mình mà đi, nếu như mà đi mua con quần dài thay vì chị em mình mua thun cô tông, mua con này mang sướng hơn nhiều. Vừa mát nè, vừa không bị xù lông nè, không bị cắn chỉ nè. Đấy, nói chung là tiện. Cái này là có độ co giãn nữa. Sướng hơn chị em mình mang thun cô tông nhiều. Nhá, chị nào lấy cái này lên chân mã này là mã viền tím cũng size 57 luôn. Nguyên lên luôn cho em mình là giá 69.000 cho nó gọn. Đấy chị nào lấy cái này lên chung mã viền luôn dùng 69. Viền 69 nhé. Chị nào chưa có viền chút viền luôn dùng nguyên. Đi tỉnh là 30, tiếp nội thành Đà Nẵng là 15. Đấy câu chọc nó luôn. Chứ còn em up lên trang cá nhân rồi mà chị. Hình mẫu thì em đã up lên trang cá nhân rồi còn gì. Đã lên trang cá nhân rồi mà. Comment mã này. Chốt mã này. Comment mã này là mã dây đi. Size 52kg quay đầu. 52kg quay đầu nhé. Nè, dây kiểu hai bên. Toàn bộ là ưu bì hàng nhé. Cái này Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình giá 69k luôn. Chị nào lấy dây comment dây luôn dùng 69. Đấy, sắp hết những cái con này rồi. Nên là chị nào chưa có những cái con ưu bì này chị em mình tranh thủ quá. Rồi lên chung mã này là mã bo. Tương tác lên luôn dùng chị em mình đó. Sao đứng đơ thế? Sao đứng đơ thế? Cái này bình thường mà sỉ chạy nhiều thì giá này không có để sỉ bóc xuống. Thường mà giá hàng 6 này không có để sỉ bóc xuống. Comment mã này là mã bo dùng nguyên nhé. À quên mã phối dùng nguyên nhé. 69k phối luôn. Toàn bộ dưới này là ưu bì hết à. Toàn bộ ưu bì hết à. Gia chị nào lấy nữa chốt. Chấm chấm lên luôn dùng nguyên đi chị em mình ơi. Sao thấy đứng đơ luôn ý. Không chấm không mút gì hết. To không? Sao thấy còn xây nhỏ nhỏ vậy. Phải lên cái cặp quần này. Này không phải ung. Chắc của nó hàng mà Nguyên đang bán 85.000. Con này là hàng đang bán 85.000. Này có mắt cho hàng ít lừa. Hồi kia là ra cái hàng lẻ lẻ.
có váy. Rồi lên luôn những mã này là mã to. To nè, cái này chị nào bào bí bông trang được nói cái này giống y quần quần dạ găng mà Nguyên đã bán cho chị em mình con này, bào bí chị em mình bông trang vô tư luôn. Cảm ơn mã tặng bào luôn dùng nguyên size này chị em mình 62 cái bạn mã ok. Ý cái con quần dạ găng đang bán cho chị em mình giá là 85.000. Cảm ơn mã này là mã tặng bào, cái này chị em mình cho thử. Chị nào bào bí bông trang con này luôn dùng nguyên nhé. Con lên nó luôn cho chị em mình con này luôn. Chốt mã này mã tặng 59k hoặc là lên cho mã tặng bào. Tặng bào dùng nguyên nhé. 59 cái này nó có cái dây chia lưng ở trong. Cái này giống của nó là quần dạ găng nhá, chắc là dạ găng. Hàng này lên là bình thường lên chị em mình là 85k. Lên nó luôn cho chị em mình bán tặng luôn cho chị em mình con này giá 65k nó nhá. Chị nào mà ấy chốt mã này lên cho mã tặng quần bào. Tặng quần bào nhá. Coi ở ngoài kia còn mấy lại bóc lên luôn những mã tặng luôn. Trà ơi. Comment mã tặng đuôi cá luôn dùng nguyên này. Chốt mã tặng đuôi cá size dạ em mình 55 ký quay đầu chị em chốt đẹp. Tặng đuôi cá này có con 55 ký quay đầu. Xin chưa? Đây chị em nào hỏi váy tranh thủ này. Cái này lên cho em mình là giá 75k luôn, size 55 ký quay đầu. Xin không? Cái nào mà mix lên nữa thôi, mang lên nữa thôi luôn ấy. Chị nào lấy cái này lấy cho mã đuôi cá luôn dùng nguyên một con size 55. Cho chị. Hồng phụng 75.000. Hồng phụng 75.000. Đuôi cá này có một con. Bóc luôn hàng lẻ trong lên luôn. Váy xếp bộ gì đó lên đại đi. Đại hết luôn, xe hết luôn cho rồi. Rồi này lên chung mã đuôi cá này. Rồi lên chung mã này là mã tím này. Tím size L, size 57. Ôi trời ơi. Size 57 chị nào cao lên được bí 60 cái bạn mang ok. Hết đuôi cá nhé. Cái này cũng dạng đuôi cá. Này chị em mình. Chị nào lấy cái này lên chung mã tím 75 luôn. Size L nhé. Tím 75. Chị nào lấy tím 75. Comment mã tím 75 này được một con. Tím 75 nha. Đấy, bằng chị em mình đi mua con váy thanh à, với thun chứ mấy. Chị nào lấy tím comment mã tím, size L, size 57 là chị em chút đẹp nhé. Còn bộ hàng size số chị nào lấy tím comment mã tím luôn dùng nguyên. Giá lên luôn cho chị em mình hẳn là 75k. Bộ thể thao đang còn không, còn màu đen chị ơi. Còn màu đen trắng. Áo trắng quần đen. Chị lấy chốt. Chị nào lấy cái này lên chân mã tím nhá, tím 75k luôn. Giờ mua váy mua set mà giá 75k thì quá là bèo nhiều luôn. Nhá, chị nào lấy tím chút tím luôn dùng nguyên. Comment mã tím. Size. Comment mã nè. Size này thậm chí chị em 60 kg vẫn mang ok. 60 kg vẫn mang ok con này. Comment mã tặng phối luôn Dũng này một con. Tay của nó là bồng nhạc. Em còn màu áo trắng quần đen đấy, chị lấy thì chốt. Bộ gối thể thao đăng hình. Đấy thì em nói là cái bộ đấy đấy. Áo trắng quần đen. Hai bộ ok. Chưa cho chị Hồng Phụng hai bộ mà áo trắng quần đen thể thao ấy. Ok nhá. Đây luôn chân mã này là mã phối, cổ nó là cổ vuông. Giờ mua con váy nào mới giá 75.000. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã tặng phối luôn dùng nguyên nhé. 75k hai túi chặn trước. Chị nào lấy phối chút phối luôn dùng nguyên nhé. 75k phối. Chị nào chưa có phối chị lên nha. Còn xanh ngọc ba bộ thì lấy thêm, không có chị ơi. Em còn mỗi màu thôi. Mỗi một màu đó thôi. Chị nào lấy cái này lên chung mã phối luôn dùng nguyên nhé. 75k phối. Chị nào chưa có phối chút phối luôn dùng nguyên. Cái này còn được 2 con. Mã váy này còn được 2 con. 75k luôn, size L luôn ạ. Mã này size L. Chị nào lấy cái này lên chân mã hồng. Hồng dùng nguyên nhá, cổ hồng. Cổ hồng cái này có cái cả dây rút này, cái này xinh. Size L size chị em mình 57 nhá. 57 ký quay đầu, chị nào nhỏ con thì đi về bóp eo lại. Comment mã này xinh không? Chốt luôn cho chị em mình giá 75.000. Nhá, chị nào lấy cái này lên bình thường mà không lên tầm này mà không sale chị em mình mà váy giá 75k thực sự là không có hàng để chốt. Đấy, đợt này thì lại đứng. Chị nào lấy cái này lên chung mã hồng nhé. 75k và size 57 ký qua đầu. Cái này có nên. Comment hồng 75 nhé. Mua một giờ một con váy này 75.000. Bằng chị em mình đi mua con áo thun chứ mấy. Bằng mua con áo thun chứ mấy. Chị nào lấy hồng chút hồng. Được 2 cái hồng size L nhé. Sót 2 cái hồng size L. Chị nào lấy hồng size L. Comment hồng size L luôn dùng nguyên nhé. Lên váy của ông Thái. Lên bộ của ông Thái. Đấy. Chà, chị nào lấy hồng comment hồng luôn dùng nguyên nhé. Chắc là cái like trên hội mình tắt đi. Như giống như là trên hội giống như mình ngồi mình nói chuyện một mình ấy. Hồng cho chị Nguyễn Hiền Lương. Rồi lên luôn những mã này, comment mã hoa xanh. Hoa xanh này dạng hơi giống dâm ấy. Dâm ấy. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng dạng dâm nha chị em mình ơi. Comment mã dâm luôn dùng nguyên. Dâm này có con à? Hai con. Dâm này được 2 con. Chị nào lấy dâm comment dâm dùng nguyên toàn bộ hàng Quảng Châu. Hồng xây lời cho chị Nguyễn Hiền Lương. Cái này lên chung mã này là mã dâm nhá.
Trường Thịnh hỏi những cái zoom này. Zoom này size 52kg quay đầu nha, lên luôn cho chị em mình 75. Không bao giờ chị em mình mua con zoom này giá 75, chị em mình thích bạc và chị em mình kéo xuống không, chị em mình ấy lên nhé. Size 52kg quay đầu nha, được hai con zoom, chị nào lấy zoom chút zoom luôn dùng đi nhé. Zoom 75k size toàn bộ hàng Quảng Châu này, size 52kg quay đầu là chị em chút đẹp nha. Bích thích bạc vai thì chị em mình kéo xuống, còn không thì ấy lên, giá 75.000 một con. Bèo quá chưa, bằng hàng nha, người ta đi bán cho chị em mình hàng si, hàng dùng rồi. Còn bộ hàng này là hàng mới hết, cái nào nguyên về nguyên tắc xong, còn ít nào lên nó luôn cho chị em mình là giá 75.000 đấy. Chị nào lấy cái mã đó comment luôn dùng nhỏ tặng dâm nhé, dâm hai con, dâm hai con giá 75. Rồi lên chung mã này là mã xanh là xanh gì ta, cái này một con, comment mã tặng dây. Cái này chị em mình mix với con áo áo ở trong nữa, thêm con áo ở trong, còn không chị em mình sexy thì mang con này vẫn ok. Sexy tại này, cái này có cả hai dây phía sau, size 57, cái màu này nhẹ và đẹp, size 57 chị nào cao 60 vẫn mang ok nhé. Đây này có cả dây phía sau này. Lên tặng luôn cho chị em mình con này giá 59k, 59k một con. Chị nào lấy cái mã này comment mã dây 59, dây 59 nhé. Và lên chung mã này là mã Messi này, lên chung mã Messi luôn dùng, hình như cái này được mấy cái này. Comment mã Messi không rồi nó còn mấy cái. Messi size 55kg quay đầu. Cái này mà mùa đi biển chị em mình đi tìm cái này tìm không ra đâu. Mùa đi biển chị em mình tìm những con Messi này tìm không ra đâu này, chị em mình nhìn này. Con này bán chị em mình 75.000, size 55kg quay đầu chị em mình chút đẹp. Đây này, dạ cái này cột dây trên cổ nhé. Cái này còn được mấy con. Bán tặng nó luôn cho chị em mình con này luôn, hoa đẹp. 75k nốt nhé. Chị nào lấy Messi size M chút, size 55kg quay đầu nha. Ai lấy Messi comment mã Messi luôn dùng đi. 75k nhé. Trời ơi. Đúng giá dọn kho luôn đấy. Chị em mình tranh thủ nhé. Chị nào lấy Messi lên Messi luôn dùng nguyên. Ôi thì đi đâu hết rồi, chấm lên đi chị em mình ơi. Cái bảo lên váy. Cái này cũng size 57 luôn. Con này y chắc cái đuổi tơ ấy. Y dòng đuổi tơ và phần dưới này. Phần dưới này toàn bộ là hai lớp. Chị nào lấy cái mã này comment mã trắng 75. Toàn bộ phần này là hai lớp nhé. Trắng 75 một con thôi. Được chưa? Size này là size L. Chị nào lấy trắng 75 chút trắng 75 đúng một con thôi. Ở dưới toàn bộ là hai lớp nhé. Chị nào lấy trắng comment trắng luôn dùng cái này xin. Trắng 75 size L nhé. 75k. Chị nào lấy trắng chút trắng luôn dùng. 75k trắng. Còn váy kiểu ấy luôn. Ai lấy trắng chút trắng luôn dùng nguyên. Rồi lên chung mã này là mã bèo. Bèo xanh. Bèo xanh trừ mới vô à. Vô mấy ngày nữa thật sự đấy chị em mình bảo lên váy cũng có thấy đâu. Váy mà còn sale tới nỗi sale 75k. Size to à. Hiếm, size to lại hiếm. Rồi lên chân mã này là mã hoa xanh. 59 màu xanh. 59 màu xanh, màu đó đẹp lắm, giống như là màu xanh ngọc ấy, xanh ngọc nhạt ấy. Cái này lên chân mã này là mã hoa xanh luôn dùng nguyên, kéo phía sau. Nhún bụng nhá, lên luôn dùng này 55kg qua đào lên cho em 75k. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã hoa xanh. Hoa xanh 75 nhá. Chị nào chưa có hoa xanh 75 chút hoa xanh 75. Cái này nè, cái này còn con xe nhỏ này. Mã này lên luôn cho chị em mình là 95k này. Lên lai ra nó mất công. Có chị ơi, hoa xanh cho Hồng Phụng, dây cho Bảo Nhi. Dây cho Bảo Nhi. Đây này, cái này xe nhỏ này. Đây chị nào hỏi xe nhỏ chút xe nhỏ, cái này dành cho chị em mình 48-50kg đổ về thôi. Comment mã này là mã ngực tím nhá. Cái này lên cho em mình là 99k nốt luôn. Hàng này thường chạy 180k này. Dây cho Bảo Nhi, hoa xanh hồi nãy cho Hồng Phụng. Hoa xanh cho Hồng Phụng. Cái dây xanh hồi nãy cho Bảo Nhi này. Con này chị nào hỏi xe nhỏ chút xe nhỏ luôn dùng nhá, 48kg đổ về cho em chút đẹp. Tặng người như Nguyên là đã mang con này ok rồi nè. Nguyên đang mang con này CS. Cái này lên chị em mình 99k, chị nào lấy cái này lên chung mã hoa tím 99. Chốt hoa tím 99k nhé. Hoa tím. Có nha chị Rề mang bích ly. À, hai lớp của nhà em, hai lớp là 139.000 cho quốc gia. Hai lớp nhé. Còn một lớp là cũng có một mã 139 nhưng mà là hàng đó là hàng vải nhập xịn. Cũng 139k. Cũng hai à, cũng một lớp thôi. Rồi nè, chị nào lấy cái mã đó đấy, hỏi size to không, có size to không, lên size nhỏ không. Ai đấy? Không chị ơi, giờ nó rồi làm sao đang like mà lấy đồ được.
Không chị ơi, không được đâu, em nói trên live rồi mà. Em nói rồi. Giờ phải tính tiền nữa, còn có hai người, một người like, một người chốt mà làm sao mà tính tiền cho chị được. Con chị ơi, con nhé. Dạ. Nói với bà trên live rồi mà ra lạ kỹ. Rồi lên luôn như thế này. Cái này có một ri thôi nè. Này đẹp. Chị nào lấy cái mã này comment mã 2 nút nè. 2 nút nè. Size 55kg quay đầu là chị em mình chút đẹp. Nguyên cái này đăng lên chị em mình 130k. Lên nó luôn cho chị em mình, mã này là mã 105. 3 size nhá, SML. Cái này là lưng của nó là bản lưng siêu cao và hàng co giãn nhiều. Bây giờ bắt tới đâu sẽ sale tới đó. Nha, chốt mã này lên chân mã này là mã 105 luôn. 3 con SML. Chị nào lấy cái này lên chân mã này là mã ring S, là cho chị em mình 50kg quay đầu. Size M chị em mình 52, size L chị em mình 55 và chị nào cao lên được đến 57 nhá. À, hai nút một ri, có ri chứ mấy chị. Có ri chứ mấy. SM. Một ri và dân size M. Dư size M, ok chị Hồng Phúc. 105 nốt luôn. Cái này lên cho chị em mình cho nó gọn kho đấy. Cho nó gọn kho cho chị Hồng Phúc. Toàn bộ hàng nhà Nguyên là hàng giãn hết nha. Còn size cho chị em mình 50-52kg quay đầu. Chị em mình cứ đi nhận những con này về xong đi so với những con chị em mình sẽ mua vào số và mua tầm 180-200. Đây nè. Nó đẹp như thế này cơ mà. Nha Nguyên còn size cho chị em mình 52kg quay đầu. Chị nào lấy cái này được chung mã M2 nút. M2 nút lên cho chị em mình mã này là mã 105 nhé. 2 nút 105. Chị nào lấy 2 nút 105 chốt luôn dùng em này. 105 nha chị em mình ơi. Đấy còn xây M2 nút. Cái này mình có tình còn hình mẫu để đăng lên. Cái nãy cũng được. Hai con này đăng lên. Bữa nay to. Ngày mấy ngày đi nữa rồi. Ngày tặng mấy ngày nữa rồi. Ngày mình không có ai chốt thì cái tên đó. Để dành cho chuyện ấy á. Rồi lên những này, cái này được con ạ. Comment mã tặng dây, cái này lên cho em mình tặng 69k. Dây này là đuôi cá nhá. Xin không? Cái này được 2 con vậy. Cái này còn được 2 con, cái này dòng lũi. Không có chị ơi. Lưng thun em hết rồi. Lưng thun thì còn một xe nhỏ thôi. Rồi lên chân mã này 2 dây 69.000 con luôn. Bao xinh luôn. Nhá chị nào lấy 2 dây chút 2 dây. Mọi khi chị em mình hay hỏi 2 dây. Size đến 60kg nhá. Đấy cái mà thường ngày chị em mình hay hỏi hay chờ hàng thì lên thì cũng không thấy chốt. Đọc lại chưa? Mấy ngày rồi đấy. Nha chị nào lấy cái này lên chân mã này là mã chấm bi 69k. Size này dành cho chị em mình đến 60kg vẫn mang ok. Nhá chị nào lấy cái mã này comment mã 2 dây. Cái này mang chị em mình mang sẽ là sướng hơn mang. Nó không bị rút, không bị nhăn, không bị nhằn. 2 dây một con với giá 69. Chị nào lấy 2 dây comment mã 2 dây luôn dùng đi nhé. Chốt mã 2 dây 69 size chị em mình 60kg quay đầu là mang ok. Chị nào lấy 2 dây comment mã 2 dây luôn dùng đi. Còn cái mã mua nữa không? Đây nó. Rồi lên luôn những này. Comment mã này là mã váy theo 2 dây cho Thanh Huyền. Rồi có Thanh Huyền mua đây. Thanh Huyền đỏ ở trên hội. Hôm bữa có một chị cũng Thanh Huyền mới vừa chốt xong xã. Để kiểm tra thì đây. Okay, ok Thanh Huyền đỏ, Thanh Huyền mua rồi. Thanh Huyền cũ. Không giống như là tự nhiên đầu tháng, mới đầu tháng cái chị kia vào xem live. Tự nhiên mới vừa chốt xong là khách mới. Chốt xong bên hội cái qua nhắn tin bên bên bác ấy. Cũng Thanh Huyền. À, bên Huyền bên này là Thanh Huyền khách cũ của mình rồi. Cũng Thanh Huyền mà khách mới. Đi xong, mới vừa nhắn xong phát. Mới nhắn bên kia, chốt bên kia cái qua bên này. Xả đơn giùm. Bó tay. Như cả tháng luôn rồi đấy. Đây này sale hết nè. 75k. Ok chị Hồng Phụng. Ok chị Hồng Phụng này có con hả? Còn mà. Ở đâu?
75k. Size 60 vẫn mang ok. Còn hai con. Hai con cái mã này, ba con. Cái này xinh lắm, 75k. 75k nhé. Cái này mà không mua nữa thì thôi luôn. Cái này hàng thun thun của tông xịn nha. Chị em mình mua một con váy có cổ này. Size 60 cái chị em vẫn mang ok, toàn bộ là theo này. Theo hết nha, theo trước theo sau. Đấy, ở dưới là dạng hơi hơi à, cái này không phải cắt, dạng sung nhé. 75k. Trời ơi, này chị em mình nhìn tay bo nhé. Ok, chị Hồng phụng thêm hai cái nữa này. Hai cái nữa này. Ok này. Hai cái nữa. Rồi lên chung qua này đây. Có một màu đen, màu xám, màu xám này thôi. Còn một đen nhé, size 60 quay đầu. Đẹp như thế này nè. Mà lên giá 75 thì thường thường chị em mình săn không ra. Đấy. Không túi chị ơi, không túi nhé. Đen cổ giờ thấy trên đặng. Thấy trên đặng con. Thấy trên đặng giá 75 rồi lên chung mã xám này hai con. Xám hai con nhé. Hết đen chị Yến Hoàng, size này 55 kg quay đầu thôi. Size này 55 kg quay đầu nhé, CM rồi. Con này 55 kg quay đầu hai con CM. Chị nào lấy cái mã này lên luôn cho mã xám CM em hết đen. Xám CM nhé, chị nào lấy xám CM comment xám CM luôn nha. Mới like 2 tiếng sáng chị Yến Hoàng. 2 tiếng mà giống như mà mình like cả 4 tiếng rồi nó lâu. Này, xin không? Chị nào lấy xám CM comment mã xám CM nhé. Toàn bộ là thun đẹp hết nha, chị nào lấy xám, xám CM cho Tamron. Tamron hết đen nha chị em mình ơi. Cái này còn có con hả Hiền? Còn con trên ghế nữa nè. Cái này đẹp. Cho chị em mình 52kg quay đầu là chị em mình chút đẹp nhá. Đây nè. Cái này còn được hai con. Chị nào lấy cái mã này comment mã cặp xám em hết nhá. Xám em hết. Cái này có được hai con. Chị nào lấy cái mã này comment mã cặp dùng đi. Chị em mình thích ý. Đen cổ em cũng hết luôn rồi. Hết đen cổ. Lên luôn những mã này là mã cặp. Nguyên cũng lên luôn chị em mình 75.000 luôn. Sao chị em mình 52kg quay đầu thôi. Nè. Thích thì là mang khoác thẳng cái áo này ngồi không. Nhưng Nguyên thì mang bình thường như thế này được rồi. Có hai mã cặp. Chị nào lấy cái này lên cho mã cặp dùng Nguyên nhé. 75 và size 52kg quay đầu chị em mình chút ok. Cái này là mang dặn ôm body nè. Dặn mang ôm body. Váy này lên xinh nhá. Cho chị Hồng Phụng. Cho chị Hiền Lương. Nguyễn Hiền Lương một cặp. Hồng Phụng một cặp. Còn cặp không? Hai cặp. Hết cặp. Hết cặp nhá. Nguyễn Hiền Lương với Hồng Phụng. Nguyễn Hiền Lương với Hồng Phụng. Hết cặp nhá chị ơi. Trời ơi, 75k chị em mình hỏng ngay chị bỏ qua những con này hết. Rồi cái này có một con. Rồi lên chung mã này là mã bèo bèo bèo. Bèo nha. Nè, toàn bộ là mang body hết. Nè, chị em mình nhìn chắc này. Để mang đều là 52kg quay đầu thôi. Cái này nó chạy viền bèo như thế này. Chị nào lấy bèo comment mã bèo luôn dùng luôn nhé. Bèo này cũng lên cho chị em 75 nhỉ. Bèo trắng xay để mang đều là 52kg quay đầu. Chút mã bèo trắng luôn dùng luôn nhé. 52 quay đầu. Giá một chút luôn cho chị em là giá 75k mã bèo. Chị nào lấy bèo chút bèo. Em hết cặp nhá. Còn cái xác cái váy gì ấy ấy con lên. Bèo cho chị Trương Thỏa. Thôi cái này để lại. Để lại. Ok, Trương Thỏa bèo. Trương Thỏa bèo. Còn váy còn xác gì không? Bỏ lên bên này còn. Bên này còn váy còn xác. Messi đi biển trẻ mình đẹp, trẻ mình là hắn trước. À này là hàng thiết kế size 57CL. Trắng cho chị, à trắng hết rồi. Trắng hết rồi. Trời ơi. Cái này thì trẻ mình mang ấy là trẻ mình không mang. Mang kiểu dạng là mang áo không dây ấy. Dạ không dây ấy. Này phía sau của nó như thế này. Này lên luôn những mã này. Hàng này hàng thiết kế lên cho mã tay bọc. Con này cũng lên trẻ mình 75k luôn nhá. Cái này có một con thôi, sao chị em mình 57kg quay đầu. 57kg quay đầu chị em mình chút đẹp. Con này lên chị em mình 75k nhá. Chị nào lấy cái mã này lên chung mã thiết kế size L. Thiết kế size L nhá. Size 57kg quay đầu. Nếu không dịch mua nhiều đó em, để đi biển đấy. Ấy còn một mã cặp kìa. Còn một mã cặp đấy. Ai bỏ cặp chút cặp luôn. Cặp cho chị Hồng Phụng luôn đi. Cặp luôn cho chị Hồng Phụng. Thật sự luôn, hàng này mà lúc đi biển thì có ra đâu. Có đồ bé không Nguyên dạ không, tối nay em không lên đồ bé chị ơi. Tối không lên đồ bé nhé, những con váy này lên. Và những cái bộ nó thật sự là về mình nghĩ á, là lên cái giá như thế này là lên để cho chị em mình chị nào cũng chúc được hết. Thiết kế chị Hằng Phan. Cho chị Hằng Phan. Đấy, Nguyên nghĩ là lên cái giá 89.000. Tại vì ngồi ở ngoài người ta bán cho chị em mình những cái bộ dòng như Nguyên thế này. Người ta lên giá rất cao. Đấy, mà Nguyên lên 89k nhưng mà lại cũng chậm một cái hạch.
Hà bỏ hết trơn. Trường chị hết đi du lịch luôn à. Đỡ tốn tiền. Satin em còn có mấy bộ thôi chị Việt ơi, chị lấy bóc luôn. Hình như có mấy bộ trời nói thôi đúng không? Thiệt. Satin còn mấy bộ trước kia thôi đúng không? Rồi lên chung mã hoa đen. Puta, xe 50 quay đầu. Comment mã hoa đen dùng nguyên nè. CS. Hoa đen CS, cái này lên chị em mình 75k luôn. Chị nào lấy hoa đen, chúc hoa đen luôn dùng nguyên nhé. Hoa đen 75k. Chị nào chưa có hoa đen, comment mã hoa đen dùng nguyên nè. Hoa đen 75. Bộ satin thì chờ em xíu, em còn có mấy bộ thôi. Nha, chị nào lấy hoa đen, chúc hoa đen luôn dùng nguyên. Hoa đen 75. Còn màu hồng, màu xanh vịt, màu xanh đen, chị nào lấy? Bình thường thôi. 530 chị ơi, có một con nữa thôi. Cái này như mình còn được mấy con. Cái này còn được mấy con? Có mấy con. Cái này còn một ri mà. Đấy, mình thấy còn một ri cái mã này. Phía sau còn một ri. Coi cặp bên kia đi chị. Hoa xanh, đây này, đây này. Đó. Rồi lên luôn cái này CS nè. Đúng không? Chốt mà S luôn dùng nguyên nhá. Cái này mà chị em mình bây giờ chắc là đình đám không có, không có, không có đám cưới chị em mình mua để dành. Comment mã này là mã S dạng váy xòe. Nhà khách trắng. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã ren luôn dùng nguyên nhá. Ren CS 75k luôn. S cho chị Nguyễn Hiền Lương. Những cái con này đẹp cho chị em mình tranh thủ, đâu phải lúc nào cũng lên sale chị em mình những cái mã này. Đâu phải lúc nào cũng sale được cái mã này đâu. Cái này cũng CS luôn. Hai chị nào hỏi xe nhỏ thì tranh thủ chút. Comment mã nơ CS. Nơ CS con này mà giờ mua 75.000 trời nè. Nơ CS nhé. Chị nào lấy nơ CS, chút nơ CS luôn dùng nguyên. Mang vừa ôm body vừa phố ren. 53L74 hả chị? Những cái mã này không vừa. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã ren. Ren S đi. Ren S một con. Ren cho chị Việt. Xin không? Trời ơi, mua cái này 75.000. Không chị ơi, người ta chốt rồi. Người ta chốt rồi cho chị Việt. Cho chị Việt ren. Còn nhiều mã quá nhưng mà mạng nó chậm quá nên là làm biến tên ấy. Rất là nhiều mã xinh luôn. Lên chốt mã này là mã đen, đuôi cá này. Chốt mã đuôi cá luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy đuôi cá size M, size 55kg quay đầu. Ai lấy đuôi cá đen, chốt đuôi cá đen luôn dùng nguyên. Comment mã đuôi cá này một con. Ok chị Việt rồi. Chị nào lấy đuôi cá, comment mã đuôi cá 75k nốt luôn. Nha, size 55kg đổ về là chị em chút đẹp cái mã đây, đuôi cá size M nhé. Được chưa? Nè, 75k. Chị nào lấy đuôi cá, chút đuôi cá dùng nguyên một con đuôi cá size M. Đuôi cá size M. Cho chị Nhân Lê, cho chị Nguyễn Trâm trước. Nguyễn Trâm trước. Nguyễn Trâm. Rồi, lên luôn những này. Tay dài nhé. CS luôn. Comment mã là mã beo tay dài. Beo tay dài. Đuôi cá em hết. Không, tay tới đây. Tay tới đây chứ không dài. Comment mã này là mã S luôn dùng nguyên. Mã beo CS nhé. Chị nào lấy beo CS, chút beo CS luôn dùng nguyên. Một con mang cái này lên sang người. Ở trên của nó toàn bộ là nhúng như thế này nhé. Chị nào lấy cái này lên cho mã beo S. Beo S một con. Chị nào lấy beo, chút beo luôn dùng nguyên 75k. Beo 75 nhé. Một con beo 75. Chị nào lấy beo 75, chút beo 75 luôn dùng nguyên. Beo 75k một con. Beo cho chị Hùng Phục. Đây này chị Việt ơi, em còn từng này của hết chưa? Hay là chưa hết cho chị đi chứ em đâu còn đâu. Đây nè, còn nó từng này bộ. Nè, màu xanh của Việt nè. Ôi, còn xây mờ á. Cái coi còn xây lờ không ấy. Đây này chị Việt lấy chốt nè. Em chừa luôn chứ không là mai lại quên. Màu hồng đây, áo quên xây mờ đây. Xây mờ còn từng này bộ. Xây mờ còn từng này bộ này. Chị Việt lấy chốt này. Cái cọc xây màu đen nó xây chi đó. Cọc màu đen xây lờ nữa thôi chị ơi. Đây chị Việt lấy cái nào thì chốt luôn giùm em. Hết rồi. Đây nha, chị Việt lấy nè, màu hồng, xanh cổ Việt, xanh thang, đen cho cái xây mờ. Còn cái xây lờ là sẽ có màu đen. Lấy từng nữa bộ thôi đấy, chị lấy gì thì chốt giùm em nhé. Còn mai không thì lại quên. Rồi lên dưỡng mã nè. Comment mã set đó. Trời ơi, quần ống bo. Nè. Comment mã set đáp dùng nguyên nhé. Xin không? Ống bo nha. Đây này chị em mình size 52 quay đầu thôi. Chị nào lấy cái này lên chân mã đáp 75k nó. Đáp 75 nhá. Chị nào lấy đáp chút.
xanh cổ vịt là cái bộ satin 2 dây vậy ơi. Là satin 2 dây. Nha chị nào lấy cái này lên cho mã đáp. Quần dài. Quần này là giống này chắc giống như chắc cái chắc dặn chéo ấy. Chắc dặn chéo ấy. Ok chị Hồng Phụng. Ok Hồng Phụng. Bỏ qua chị Hồng Phụng cái này. Đáp hết chị Yến Hoàng 75k. 75k. 75.000. Còn cái bông, còn một mã bông, 5 bộ đen M và L, đáp em hết, 5 bộ màu đen thôi, mỗi màu đen thôi, M với L, 5 bộ màu đen, ok. Bông hồng như cũng có, hồng bên kia còn size M, size L kìa Huyền, đáp em hết rồi chị ơi. Comment mã này là mã nhí xanh nhé. Nhí xanh size 55 quay đầu. Nhí xanh 55 quay đầu. Cái này lên cho em 75k. 55 quay đầu cho cái mã nhí xanh này. Đẹp chứ. Còn màu hồng nữa đó chị Việt ơi. Màu hồng có cả size M, size L nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã nhí xanh nhé. Nhí xanh size 55 quay đầu là chị em mình chút đẹp. Còn màu hồng nữa đó chị lấy hồng chút hồng luôn giùm em. Rồi lên chung mã này là mã nhí xanh. Còn cái C55 quay đầu. Ở dưới này cũng có một con nhí kìa, con xanh kìa. Đấy là xanh gì đấy. Nha chị nào lấy nhí xanh chốt. Lên luôn dùng cái nào. Nhí xanh hồng cộng. Nhí xanh hồng cộng. Đây CS 75.000. Chút đơn đây mà không chịu chốt luôn báo gom. Comment mã này là mã bèo xanh size S luôn, tay của nó size S luôn nha chị em mình ơi, 75k luôn. Đấy, chị nào lấy cái này lên cho mã bèo xanh 75. Bèo xanh 75 nhá. Chị nào lấy bèo xanh chút bèo xanh luôn dùng đi. 75k bèo xanh. 75k nha. Chị nào chưa có bèo chút bèo luôn dùng nguyên. Còn mấy cái váy xung chân lên luôn nè, chỗ này có mấy cái váy xung. Cái này nãy lên rồi. Cái này xinh mà ta, để mai mang cho. Để nó mai mang cho khách thấy. Giờ đi thử nó làm biến quá. Những con váy đẹp mà chị em mang trước. Cái nào 60 à chị? Không. Cái nào 60 hết. Comment mã này là mã rất vai tím luôn nè. Cái này mà chị em mình dặn sung sung. Cái nào hot girl nó bán cực kỳ chạy. Chị nào lấy cái mã này lên chung mã bạc, vai tím size 60 mang ok nhá. Chị em mình không thích thì mang bình thường lên đi. Còn không chị em mình mang bạc vai xuống. Bèo xanh là gì? Chị ơi, à, váy á chị ơi, váy nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã rất vai tím. Rất vai tím. Còn xanh đậu nè, rất vai tím nhá. To hơn xí à, để chị cái à. To hơn xí cái gì váy à, váy không có, cái to hơn nữa chị ơi. Váy toàn bộ không có size to. Sao bên trà sữa bên này toàn là thạch đi ta? Ngồi biết cái bụng to xề rồi mà còn uống trà sữa nữa. Đấy cái cọc trong Huyền nó cọc gì đây? Mới vừa cầm xong. Váy nào nãy lên rồi đúng không? Rồi ok thôi bóc ra bóc hàng hàng chi lẻ lẻ nâng lên like xíu nữa rồi nhỉ. Cái gì cũng được. Cảm chút cảm gì. Nó nhiều hàng quá mà nó thực sự là kiểu như mà nó chậm ấy nên là Nguyên cũng không biết là like cái gì. Nên soạn cho Nguyên biết nó đi. Rồi bóc đi Huyền ơi. Bóc đại cái chi đó bóc lên cái đầm chua rồi. Ở đầm chua quên. Cái này Nguyên còn bao nhiêu con nè. Lên luôn cho trẻ em mình luôn nè. Lên nót nha. Ủa hai cái này thương thái hả? Cho chị xem mẫu sọc đầu lai á. Sọc đầu lai còn không? Còn không? Nguyên mang rồi. Hết rồi chị ơi. Rồi lên luôn những này bán tặng cho chị em mình nót hai con cuối. Cái mã này là thun thái 39.000 nót luôn. Chị nào lấy cái mã này lên cho mã thái xám nhé. Thái xám được hai con, một con hình, một con LV. Hàng thun thái nha chị em mình ơi. Ướt cái chỗ này rồi.
cái ly nước nó đổ. Cảm ơn, mã này là mã Thuân Thái bán tại em 39k luôn. Cái này nam nữ mang được hết. Cái này cũng hết rồi nè. Đợt vừa rồi về được có 108 cái. Đấy, còn rơi lại cả 2 cái. Cái khách Nhà Nguyên rất là chuộng Thuân Thái. Riêng Thuân Thái khách rất là chuộng. Đấy, mà sĩ Nhà Nguyên là không có giá này. Còn rơi rất rất lại mã Nguyên bán tặng cho chị em mình luôn. Rẻ hơn cả sĩ, cái này còn được 2 con. Một LV, một mã hình nha, form to, form này là form phủ mông dấu quần. Chị nào lấy cái mã đó lên chung, mã này là mã thái xám và hình xám. Rồi lên luôn cho chị em mình cái mã này. Tương tác lên dùng đi tí xíu chị em mình ơi. Xét bộ nó còn xét cho bỏ lên luôn dùng được. Cái bộ này là đợt trước em còn một cái. Thun nam em không chị ơi. Cái này lên luôn dựng mã này, mã GC size 60 quay, à quên, size 57 kg quay đầu nha. Cái này thì nó không giảm nhiều bằng cái mã hồi nãy Nguyên lên 57 kg quay đầu. Cho em mã GC 85k nó, cái này có bộ thôi nha. Chị nào lấy GC nâu, chút GC nâu luôn dựng một bộ nhé. Set GC nâu giá là 85.000 luôn. Chị nào chưa có GC nâu, chút GC nâu 85k nhé. Chị nào chưa có thì lên luôn dựng Nguyên GC nâu, hàng đấy là hàng Quảng Châu đấy. Rồi đây luôn chung mã mấy cái váy xung này luôn. Rồi lên luôn chung này, size này dành cho chị em mình 55kg quay đầu. Bán thẳng luôn cho chị em mình mã này là mã 59k luôn. 59k nhá. 59k đi đâu hết rồi chị em mình ơi? Hay lại ngưng. Chứ còn không thấy chị nào chấm lên luôn. Ai rồi đi đâu hết rồi. Tám chín cho Hoàng Thị Mai. Vàng 59 cho Quỳnh Như Trần. Hoàng Thị Mai cái này anh bỏ xuống. Cái này cho Quỳnh Như Trần. Nãy bỏ xuống đâu. Đây em sẽ buộc Quỳnh Như Trần. Thanh Huyền. Một mình Thanh Huyền một cõi bên Hội. Rồi lên chung cái này. Bán tặng 59k nốt luôn, size 57. Toàn bộ hàng này hàng tàu này chị em mình nè. Anh chị em mình mua hàng chị em mình để cũng là những cái form váy xung. Nhưng mà khi người ta chạy cho chị em mình hàng xưởng, hàng gia công thì nó rất là rẻ. Thường bèo là người ta bán cho chị em 150.000 hai con. 150.000 hai con. Còn cái này toàn bộ này hàng Quảng Châu nhá. Chị em mình về tới sòi chắc luôn Nguyên nhá. Coi giảm nhiều. Thôi này chị em mình 57 ký quay đầu. Comment mã D nhá. D bán tặng nốt luôn chị em 59k này còn được cộng. Chị nào lấy D chút D luôn dùng Nguyên một con. D 59k, chị nào chưa có D comment mã D 59 luôn dùng Nguyên nhé. D 59 size dành cho chị em mình 57kg quay đầu. Nhớ luôn dùng Nguyên là chuẩn là hàng của Tông Tàu. Đấy, hàng mềm, hàng co giãn chứ không phải là như hàng xưởng, hàng khô nhá. Chị nào lấy cái nào đơn chung mã D xám size 57 nhé. D xám size 57, chị nào lấy D xám comment D xám. Còn cặp nặng đây nó luôn chị em cho nó gọn. Hàng này về cũng khá là nhiều. Thì mấy trăm con váy này còn nó từng này thôi nè. Ơi đầm sung mà chị, đầm sung mà. Đầm sung để ngồi xa ra cho chị em mình những cái form. Thì tranh thủ phát đi. Chứ mua một con váy sung mà giá 59k. Thế chị em mình đi mua hàng xưởng thôi. Hàng người ta gia công, hàng xưởng thì người ta sẽ chạy cho chị em 150 tính đó chị. 150.000 hai con. Cái này thì là Nguyên đang sale cho chị em mình là 65.000, còn từng này con lên chị em 59.000 là váy chứ không phải là hàng áo thun đâu. Đấy, bởi như thế mới nói. Rồi lên chung mã này là mã Paris luôn dùng Nguyên. Paris này size 60 quay đầu, váy sung ấy. Toàn bộ là hàng này là hàng giả, hàng cô tông mềm hết, hàng Quảng Châu. Chị nào lấy cái này lên chung mã Paris với giá 59k luôn. Ngại chi không mua. Cái nào mình đi làm, quên đi chơi được, ở nhà được. Rất là tiện, những con váy sung rất là tiện luôn. Chị nào lấy cái này lên chung mã Paris nhé. Paris. Lúc mà chị Nguyên bảo mua con này là trăm mấy nghìn ấy. Bảo mua trăm mấy nghìn sao bà cho đấy. Chắc nó còn khô hơn, thậm chí nó còn khô hơn con này. Cứ đi vào shop thì là vô tư người ta bán cho chị em mình ra lên giá cao thôi. Chị nào lấy cái mã này lên luôn chung mã Paris. Còn em mã này là mã nail vàng. Nail vàng này là size cho chị em mình 60 luôn. Size đến tặng size 2X. 60 số 2 nhá. Này. Chị nào lấy nail vàng comment nail vàng luôn dùng toàn bộ. Cái này là váy sung nha. Nè. Chị nào lấy nail vàng chút nail vàng 59k luôn dùng nhá, gọn kho. Đấy, lên 65k thì ổng. Rồi lên cho cái này size M, size 55 quay đầu. Comment mã chữ nâu này. Chữ nâu 55kg quay đầu.
D59 cho Kiều Trang. Thấy Kiều Trang rồi. D59 cho Kiều Trang. Thấy Kiều Trang rồi bị ẩn comment ấy. Xây M nhỏ nhất thôi chị Trương Thỏa ơi. M nhỏ nhất, cái này người ta mang form sung sung mà. Mang form sung sung. Thế chị nào ở trên hộ mà giờ không thấy nữa thì chị em mình vô bên bên trang cá nhân nhá. Chị nào lấy cái này size 55kg quay đầu cho. Size M là nhỏ nhất. Size M, size L, size 2XL. Không có size S đâu chị ơi, size M nhỏ nhất nha. Chị nào lấy cái này lên đi chung, mã này là mã chữ. Màu này giống như màu cà phê ấy. Em ơi, size M là nhỏ nhất rồi Trinh Trinh ơi. Trinh Trinh lấy thì chốt nhá. Chị nào lấy cái này lên đi chung, mã cà phê size M 59k thì bằng chị em mình đi ra mua con áo chung đẹp đẹp thôi. Còn trên hội giờ không thấy luôn nữa. Size M nhỏ nhất nhé. Chị nào lấy váy sung size M, chút sung size M luôn dùng nguyên. Sung size M là size 55kg qua đầu. Cái mã hồi nãy, cái mã Adidas đó chị. Chị gì ta? Chị Hồng Phụng lấy không nữa thì chừa kìa. Adidas đen. Đen 57 hả? Đen 57 chị Hằng Phan. Đen 57 CL chị Hằng Phan. Không, chắc là không có em ơi. Chắc là không có, đen rồi. Đàm sung chữ cho Tuyền Lucky nè. Tuyền Lucky, hồi nãy cái sung hồi nãy. Chữ hồi nãy cho Tuyền Lucky nè. Chữ cho Tuyền Lucky. Rồi lên chung mã vàng, vàng này size 55 luôn. Vàng này 55kg quay đầu nhé. Chị nào lấy vàng comment vàng 55 hết rồi đấy. Nguyên còn từng này nữa là sạc kho luôn rồi. Nên là Nguyên muốn cái nào nó giúp cái đó này là sale cho nó gọn. Cái này về lời em mình mấy nghìn chứ mấy. Cái sau là sale xuống những cái sau là những cái. Từ từ nè. Bộ đắt có để cho đai áo này. Bộ đắt có để cho đai áo đen quần trắng. Là sao? Là như thế nào? Xây M cho Tiền Lucky có rồi. Nãy tiền, thích Tiền Lucky cho thêm Tiền Lucky con ấy. Rồi hết nè. Comment mã này là mã cà phê luôn dùng nguyên nhá. Size 55kg quay đầu. Cà phê váy sung nha. Đấy váy sung hồi mà đã cái kiểu chán váy rồi. Vàng cho chị Nguyễn Hiền Lương. Vàng Nguyễn Hiền Lương. Mang đã chán các kiểu rồi. Cắt ngang là máu phôm thụng, phôm to mang cũng sướng. Với cái chất này nè. Không em hết rồi. Em hết bộ đát rồi. Bộ đát còn bộ ngố thôi, hết quần dài. Rồi đang chung mã này là mã cà phê dùng nguyên nhá. Cà phê 59k cà phê nhá. 59k cà phê rồi, còn mỗi màu hường ở đây, còn con cà phê nữa. Màu xám xám trên kem ấy. Chị nào lấy cà phê chút cà phê 59k luôn dùng nguyên. Rồi tiếp luôn dùng con này đang chung mã Miu Miu. Miu Miu này size 60 nè. Miu Miu này là Miu Miu size 60 nha chị em mình ơi. Chị nào lấy Miu Miu 60 chút Miu Miu size 60 luôn dùng nguyên. 60kg. Ai lấy Miu Miu 60 chút Miu Miu 60 luôn dùng nguyên. Cọc kia đó người. Ủa răng cắt mỗi nơi một con mà một... con gấu này xinh nè, size 57 nè. Chị nào lấy gấu hồng size 57 chốt nè, cắt mỗi nơi một con này không biết được ấy. Chị nào lấy cái này lên chung mã gấu hồng 57 nhé. Hồng cho chị Trương Thỏa à. Hồng kiếm cái hồng size M cho chị Trương Thỏa. Hồng size M thôi, Trương Thỏa size nhỏ. Comment mã này là mã gấu size 57, con này cute. Chị nào lấy gấu size 57 chút gấu size 57 dùng nguyên nhá. Size L. Gấu size L là 57kg quay đầu. Gấu hồng cho Kiều Trang. Gấu hồng cho Kiều Trang. Comment mã chữ hồng size 60 cho size 2XL. Chị nào lấy gấu chữ hồng chốt nha. Bán thằng nó luôn cho chị em mình luôn. Comment mã này là mã chữ hồng. Chữ hồng nhá. Comment chữ hồng chắc nó nhẹ tên luôn ấy. Size 2X, chị nào lấy gấu quên chữ hồng size 2X chốt size 60 qua đầu chị em mình chút đẹp. Hay chị em mình mang đi chơi cũng được, chị em mình biết tới mấy cái đôi giày thể thao lên. Còn không chị em mình mang nhà. Nó quá là rẻ đi. Cái hàng xưởng người ta không bán cho chị em được 79.000 con. Không có size M. Không có size M rồi chị ơi. Hồng không có size M rồi. Rồi lên chung mã này là mã đắt vàng. Đắt vàng. Đây này, đắt vàng size M mình thấy không? Đát vàng size M này chị ơi. Đát vàng size M nhá. Còn một cái đát vàng size M. Chị nào đát là vàng size M chốt này. Đát vàng size M DCL. DCL dành cho chị em mình 57kg quay đầu. Size M chị em mình 55kg quay đầu. Vàng nhiều quá hả à.
hồng CM có không ta? Hồng CM không có đúng không? Hồng có CM đó chị. Vàng nhiều quá rồi hả? Rồi này chị nào lấy cái này lên chung, mã này là mã DCL. DCL vàng vàng mang sáng da chứ em hồng em không có rồi. Hồng em không có rồi. Rồi lên chung mã này, toàn bộ cái này à, size này lên chung em size 60. Cảm ơn mã đen size 60. Đen size 2X size 60 nhá, mua tắt hẳn cái live trên hội cho chị em nữa. Tắt cái live trên hội luôn nha. Like hiểu này mà like cả Tùng cái chán cơm. Rồi lên chung mã chữ đen, size này dành cho chị em mình 60 kg quay đầu. Chị nào lấy chữ đen comment mã chữ đen luôn dùng nguyên nhé. 59k chữ đen size 60. 59k chữ đen size 60. Ủa? Rồi lên chung mã này là mã bộ. Xin không? Bộ này là bộ 89.000. Size chị em mình 60. Hàng này người ta đang vẫn đang xỉ là 125.000 bộ. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã xét bộ. Xét bộ nhá. Size chị em mình 60 vẫn mau ok. Cái này thì là nguyên sở lên luôn cho chị em mình, mã này là mã 89. 89k nhá, cái này xinh này. Dạng quần của nó là quần gặp la và chất của nó toàn bộ là có tông tàu size 60, cái này có một set thôi. Chị nào lấy cái này lên chung mã gặp la nhá, một cái gặp la thôi. Ai lấy gặp la chút gặp la dùng đi. Gặp la một set này. 89.000 gặp la. Rồi lên chung mã này là mã GC trắng. Size 57. GC trắng này size 57 này. Đang bán tặng luôn chị em mình 89.000. Set nó đẹp lắm chị em mình ơi. Hàng đó là hàng có tông tàu cho chị em mình 60 kg. Những cái set đó mà chị em mình không chốt, hàng nguyên không bao giờ nó deal là người ta vẫn đang xỉ là 125.000 cho cái chất đó. Đấy, nguyên vẫn lên luôn chị em mình giá 89.000. Còn lên chân này 89k luôn. 89.000 comment mã GC luôn dùng nguyên nhá. GC 89 đi đâu hết rồi chị em mình ơi. Còn qua máy chị xem like mà sao đứng đơ thế? Để biết mà còn lên chứ. 89.000 bỏ riêng cái set đó ra. Set nó đẹp. Cho em mã GC luôn dùng nguyên này. 89k GC này còn một set này. Còn một set GC. Bây giờ tại vì là mạng nó hai bị ẩn comment nên phải là nhìn nhít ngang nhít dọc. Cái này còn một con. Comment mã tặng 31, 39k nốt luôn. Hàng này hàng thun thái phong 60. Thun thái phong 60 vẫn mang ok. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng 31. Tặng 31 nhé. 31 lên thì em mình là 39k luôn. LV đỏ 39. LV đỏ 39 và 31 39k luôn. Toàn bộ cái này là thun thái. Lúc bình thường cái con 31 này là lên không có hàng chốt. Nguyên lên lên cho em mình là 49.000 đấy. Giờ bán tặng luôn cho chị em mình là 39.000. Còn hai con thun thái này. Để coi hai con xám lúc nãy nữa là hết rồi đấy. Cái phong to này cũng không có hàng về nữa. Bốn con thun thái nữa là hết nha. Chị nào lấy cái này chốt luôn dùng nguyên. Comment mã này là mã 39k. Thái đỏ và thái đen. Thái đỏ và thái đen nhé. Comment mã này là mã tặng nơn. Tặng nơn này lên cho em 39k luôn. Phong to phiền. Xây 60 đổ về là chị em chút đẹp. Chị em mình thích nơ thì bỏ nơ vô nhé. Đây này, cái này đóng nơ được. Cảm ơn mã nơ 39 nhé. Toàn bộ là hàng thun thái. Cái nào là thun thái hết. Chị nào lấy nơ 39 chút nơ 39 luôn dùng đi. Không thích thì chị em mình mở ra cũng được nhé. Cảm ơn mã này là mã nơ 39 pha. Chị em mình mua con áo này đi đâu người ta bán chị em 39 đúng không? Size này thậm chí 62, 65 cái chị em vẫn mang ok nhá. Cái này có một con nơ. Chị nào lấy nơ comment mã nơ luôn dùng đi. Cái mã này bán tặng mấy chị 39.000 đúng không? Ủa chứ hồi này, cái này nhớ hồi trưa lên rồi mà ta. Đúng không? Sót đúng không? Nơ chị Ngọc Quyên. Rồi lên dung dùng cái mã này, chị chốt cho chị nào chia sẻ. Xe 39.000 đúng không? Rồi lên trong mã này, mã 35 luôn. 33.000 đi. Comment mã tặng 33 luôn. Tặng 33 dùng nguyên nhá. Size này dành cho chị em mình đến còn tầm khoảng chục con. Có thể tưởng hồi trưa đã lên sale rồi. Hàng mà bỏ mỗi thứ một nơi nó rồi tới hồi khách hỏi ông đâu có biết còn hay là không đâu. Comment mã tặng 33 luôn. Tặng 33 hồng phom này phom 60. Hàng này là nguyên đang sale cho chị em mình 39k, gọi là đã giá sốc rồi đấy.
Đấy, tầng nót luôn cho trẻ mình, cái này sốc hơn lên trẻ mình 33.000. Tranh thủ nha, cho tinh tinh một cái, ba con màu hồng. Mỹ Hạnh Hồ chia sẻ lên, Mỹ Hạnh Hồ ơi, còn một con 33.000. Bán cho vui. Rồi lên chung mã này mã cây luôn, hết rồi đấy. Cái này còn không có hàng về nữa. Cái nào mà cảm thấy đặt hàng không có hàng nữa thì giờ mình sẽ xem, mà còn ít thì một vài cái mình sẽ xem. Thậm chí luôn cho trẻ mình đi là trẻ mình đi lỗ. Đấy, comment mã này là mã cây. Nam mang được, nữ mang được, hàng thân thun có tông nhá. Trinh Trinh có rồi, Trinh Trinh ơi. Còn một con hồng 33. Chị nào lấy hồng 33, comment mã hồng 33 luôn dùng nguyên. Rồi lên chung mã cây xám 33 nhé. Cây xám 33 LV đỏ 39 thì Trần Minh chia sẻ đi, chị Trần Minh ơi. Chia sẻ lên luôn dùm em nhé. Bán giá này mà trẻ mình cứ tiếc được chia sẻ thôi luôn. Hồng cho chị Hiền Giang cái 33. Hồng Hiền Giang cái 33. Rồi lên chung mã này là mã cây xám 33 nó luôn. Chị nào mua cái nào rồi biết chắc. Hôm nay trẻ mình 60kg mà ok luôn. Hàng là hàng cổ tông hết nha. Không nói thật sự không phải hàng khô. Cây xám thì nhân ly. Còn đồ bộ lửng có chị ơi. Lên chia sẻ lên luôn trẻ mình ơi. Trẻ mình cứ mua hàng treo mà trẻ mình cứ tiếc với nguyên lực chia sẻ cũng không hiểu được. Hàng gọi là nguyên bán để cái này để đổi lấy cái trẻ mình, đổi lấy lực chia sẻ của trẻ mình ấy. Mấy ngồi ngày hôm nay còn một bóp tương tác, một là bóp tương tác, hai là ăn comment. Ăn comment trừ khi là những cái shop nó bán cho trẻ mình lời quá là nhiều đi thì là nó dùng những cái dịch vụ chia sẻ tăng mắc like đồ các kiểu. Còn bán cái này gọi là like chai. Like chai không còn là bán lấy công làm lời. Đấy nên là trẻ mình cố gắng vào xem like mua hàng rẻ, trẻ em cố gắng cho xin một chia sẻ. Rồi lên chân mã này là mã cây xám luôn dùng với giá 33.000. Bán này giá là giá bán tặng luôn cho trẻ em luôn rồi đấy. Chứ còn nguyên đi nhập không ra được giá 33.000. Thường là áo thun sẽ lên cho trẻ em làm lãi nhiều nhất là tầm khoảng 5.000. Riêng về áo thun, nhưng mà áo thun chạy nhiều. Chị một chị là ví dụ như mua là 5.000, nhưng trẻ mình mua 2-3 cái thì mình cũng lời được 15.000 đơn như thế. Rồi lên chung mã này là mã xanh, chủ yếu là chạy số lượng thôi. Xanh luôn lên cho em mình 33.000 nó hết rồi đấy. Size cho em mình 60kg vẫn mau ok nhá. Hàng bán 39.000 cho em mình đã cảm thấy giá là đó, giá sắc rồi. Còn được vài con thôi. Đấy, lên nó cho em mình 33.000. Này 35.000 nó kìa. 35.000 nó con. Rồi lên chung mã này là mã cà phê 35.000, hàng này đang sale em 49.000. Đang sale 49 này. Lên chỗ này 60kg, còn em mã chữ cà phê. Lên nó luôn cho trẻ mình giá 35.000 chữ cà phê này. Rồi lên chung mã này là mã váy suông, cái này đang sale giá mấy ta? Váy suông nè, sale cho em mình 60kg quay đầu hàng có cổ này. 75k nó. Chị nào lấy cái mã này lên chung mã váy cổ 75k. Váy cổ 75 nhé, chị nào lấy váy cổ chốt cái này còn một con lên chung mã này. Ồ, này size 57 này. Cà phê cho Trinh. Size này 57kg quay đầu, còn em mã này là mã hồng 59k hồng. 59k hồng size 57 và size L nhé. Chị nào lấy cái này lên chung mã hồng 59. Hồng 59 size 57kg quay đầu là chị em chốt đẹp. Ai lấy hồng comment hồng luôn dùm nguyên. Rồi chốt luôn dùng mã này là mã rip. Cái này form nhỏ thôi. Trẻ mình là 48kg đổ về. Tay bồng đẹp. Còn mấy mã này là mã nail 25k luôn. Nghe mấy cái giá giật mình luôn ấy. 25k form này form nhỏ nhá. Trẻ mình mang ôm ấy. Mang với quần lưng cao. Bán tặng cho trẻ mình 25k. Chút bo rip nhá. Còn cái size nhỏ bán tặng 25.000. Chị nào lấy 25 chút 25 dùng nguyên nhá. Còn con này cũng lên bán tặng cho trẻ mình 55.000. Size gì đây? Thun nè, size 55kg đổ về nè. 55kg đổ về nhá. Chốt mã này mã 55 xanh. Nhí xanh 55k luôn, size 55 quay đầu luôn. Bộ lan nhá. Comment mã này là mã 55 nơ hai bên. 55k nhá. Chị nào lấy 55 chốt 55 luôn dùng nguyên. 55k size 55kg đổ về luôn. Chị nào chưa có 55 comment mã 55.
á, đùi theo. Đùi theo size này là size 48. Đây luôn cho chị em 79k. 79k nhá. Quần này là quần theo. Dài theo, chị nào lấy dài theo trước đăng cho Nhung Phạm. Kiều Anh không thấy Kiều Anh luôn. Kiều Anh không thấy comment cái gì hết. Xanh hết. Váy xung cổ cho chị Hồng Phục. Xung cổ cho Hồng Phục. Không bị ẩn comment liên tục, nhìn cái nào không thấy cái gì hết. Không thấy chị em mình comment. Lâu lâu nhìn cái điện. Thấy rồi. Thấy rồi. Phải dùng cái điện thoại này nữa chứ còn nó ở trên máy chủ không thấy, giống như là Nguyên đang nói chuyện một mình đó. Lên cho mã tặng 79k luôn dùng Nguyên nhá, hàng giả. Sao vậy em 48kg quay nè. 48kg quay nè. Chiều trang không thấy. Bộ phi chính còn tay mờ không. Bộ phi chính là cái bộ chi đó trời. Không biết bộ phi chính là cái bộ chi. Rồi lên lên chân mã này, mã tặng đùi. Toàn bộ là size cho trẻ mình 50kg quay đào hết. Chúc mã tặng đùi lên mỗi chị một con 49k nó luôn. Kiều Trang, Nguyên thấy Kiều Trang rồi. Nhưng mà hồi nãy bị ẩn cái gì không thấy. Rồi lên chung mã tặng đùi 49 nha. Cỡ tạ người như Nguyên là trẻ mình chút ok. Có cái này không? Con này nó nhỏ hơn à. À được, tại vì mình mang hai quần. Đây này 50kg quay đầu này. 50kg quay đầu là chị em mình chút ok nè. Comment mã này là mã tặng nút dùng Nguyên nè. Mang hai quần. Cái này còn mỗi size S nè. Bán tặng luôn cho chị em mình con này. Comment mã tặng đùi 49k. Eo của chị em mình mà eo 70. Tại vì mang hai con quần eo 70 đổ về là chị em chút đẹp con này. Nên chị em mình mã này là mã tặng 49k. Nguyên đảm bảo luôn là giờ chị em mình đi mua sỉ không ra con này giá 49.000. Đi mua sỉ là đảm bảo không ra con này giá 49.000 đâu. Nên là chị em mình tranh thủ nhé. Chốt mã này là chốt mã đùi 49. Size S thôi. Size S là size dành cho chị em mình là 50 quay đầu. Và eo của chị em mình eo 48. Bộ bi hết rồi. Ok cho chị Trần Minh con này. Bộ phi 69. À chị, à còn cái này cho chị gì ta quên mất tiêu. Chị Trần Minh, ok Trần Minh. Chị nào lấy đùi chút đùi luôn dùng Nguyên nè. Còn đồ lửng em còn chị ơi. Bộ bi la, bộ đó không phải là. Bộ đó là gì ta, bộ dây hả đúng không. Bộ satin dây thì còn. Rồi này chị nào lấy cái này lên cho mã tặng đùi dùng Nguyên nhá. Comment mã tặng đùi. Tặng đùi dùng Nguyên xây ép luôn. Ở dưới cái kệ này cũng còn gì. Mình đi ra ngồi nhiều cái tay mình đen dễ sợ như bỏ với cái chân này nó đi đâu luôn. Bộ bi. Rồi cho Nguyên cọc nó lên bán tặng rồi Nguyên like đi. Cọc chi đó xe XL. Xe xe tao sao tao bởi vì rồi ok. Bộ dây còn ấy. Bộ dây còn đấy, bộ dây là 69k. Dây 69 là bán quá là nhiều luôn. Nguyên về cũng 2-3 đợt. Trời ơi. Đây này nó bán thạch nhiều chứ còn. Rồi ngưng like. Bán tặng mã này cứ like nhé. Một, hai. Khách nào mà bây giờ thực sự là giờ trên like Nguyên cũng có nhiều là khách đã mua cái mã này rồi. Những cái mã u mì này thường ấy là đi mà tại vì khách ôm hết là 60 mấy nghìn, 69 nghìn. Còn mà sỉ mà nhặt ăn chay là phải lên 2 nghìn nữa, là đâm ra 70 mấy nghìn, 71, 72 nghìn rồi. Những con này đấy, cái này cũng sẽ lên bán tặng luôn cho chị em mình luôn nhé. Size này dành cho em mình 60kg quay đầu. 60kg quay đầu. Comment này chuẩn là u mì hàng mình dùng luôn nhé. Lên bán tặng luôn cho em mình con này 65k. 65k size L nhé. Chị em mình nhanh tay này. 65k và size này là size XL nha. Nhớ luôn dùng Nguyên. Và là U10 hàng nhá. Chị nào lấy cái này đây. Đây này, còn toàn bộ là XL đấy. XL size 60kg quay nào. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng 65 nữa là hết nhá. Ngưng like nhá. Size M á, size M còn màu hồng. Hồng, đen, xanh cổ bịch. Lên luôn những mã này, mã tặng 65, 60 luôn đi. 60 cho từng này con, 2, 4, 5 con. Bán tặng 5 con này với giá 60k nha. Chuẩn là U10 hàng. Nguyên đi nhập, nó thật sự là Nguyên đi nhập cái đầu mấy trăm cũng không có cái giá hàng
60 cái. Đấy, bán tặng luôn cho chị em mình là xong. Xong hẹn chị em mình ngày mai nhé. Chị em mình thích bộ công ty, thích đồ gì thì là trưa mai cũng sẽ like. Bộ công ty, là ngày mai về nhiều. Thương chị em mình hè, phát like nhá. Trời ơi, 60k mà chị em mình không phát, tiếc lắm luôn. Nguyên đi nhập là không ra giá 60k rồi. Những cái con đó chị em mình cứ thử mua về mang một lần thôi. Lần sau Nguyên cứ lên ưu bị hàng chị em mình chút. Đồ của chị hai áo ngực 65 và bộ lanh 55 ship 15 tổng 40. Ôi trời. Mai nhẹ chút đơn báo cho chị lo gì. Nhung Phạm. Rồi ok, tắt like nha chị em mình ơi. Không đi làm được cái đầu tóc, cái tóc con nó ra nó xoay. 60 hàng phan. 60 hàng phan. Nhưng nói là nhận con, nói chị em mình không tiếc thì em mình bỏ ra 60 nghìn. Nguyên đi nhập sĩ số lượng nhiều cũng không ra cái giá hàng 6 đó. Rồi ok, với ba chị em mình nhé. Hẹn chị em mình ngày mai nhé. Nếu chị em mình đang chờ cái bộ công ty thì hẹn chị em mình cái live trưa ngày mai. Rồi Nguyên tắt like nha. Tắt like. Bye bye chị em mình luôn. Hẹn chị em mình trưa mai nha. 12 giờ nhé. Cố gắng vào like thì chia sẻ dùm Nguyên. Từ từ cho xem nữa hả? Cho xem xây mỡ à? Cái bộ hai dây chồng. Còn váy hoa màu hồng xây mờ không chị? Cái nào ấy hồng na bùi xây mờ thôi. Xây mờ có màu chứ. Chuyện cho chị bị đúng không? Yeah. Đây này người ơi, cũng có luôn màu hồng nè, cây mờ nè, màu xanh đặc, màu xanh cổ Việt nè, xanh thang nè, màu đen nữa đúng không? Còn màu đen không ấy? Màu đen xanh mờ, bốn tông màu. Kêu anh lấy cái màu nào thì chút màu đó nhé. Đây này, để bỏ cái màu hồng cho chị em mình thấy được cái form. 55kg qua đầu chị em mình chút xanh mờ nhé. Mã này lên cho chị em mình là 69.000. 69.000. Thấy không thấy? Này. Đây này, cái này có up lên trang cá nhân rồi, khách nhà Nguyên đặt quá là nhiều. Người tặng mấy bộ mấy màu ấy. Đấy, 69.000, hiện tại màu CM còn 3 tông màu nè. Cái này 55kg, cái này có size đến 60 là CL. Nhưng mà Nguyên đang cầm cọc này, cọc CM. Rồi về đi. Rồi ok nhá, chị nào lấy chút. Đấy, chị em mình hỏi chị phải ấy, chứ còn hỏi mà chả thấy trả lời gì. Nhiều khi không đưa ra, chị em mình coi, chị em mình kêu hỏi mà không thấy trả lời gì hết, xong đưa ra thì chẳng nói chẳng ăn gì. Đấy, lại mệt. Rồi tắt like nha chị em mình ơi. Bye bye chị em mình luôn nhé.